chị nha. Muốn tham gia video của bạn. Rồi hello mấy chị nào vô rồi cho em xin nút tương tác đi mấy chị. Ôi hôm nay em xả hàng tao bao nha. Em lên quá trời hàng tao bao luôn ấy. Này, xả hết nha mấy chị nha. Này, phải xếp hàng tao bao này mấy chị này. Nhiều lắm luôn nha. Áo kiểu nè, đó, vậy là ưng áo kiểu gì là có hết nè. Hàng tao bao nhiêu mấy chị nha, lên lẹ dùng cho Hải với. Váy set nè, ghi lê nè, hôm nay lên rất là nhiều luôn nha mấy chị nha. Áo vest này kêu cho Hải luôn. Rồi lên đi nha, cho chị mấy cục này. Rồi chia sẻ like lên nha mấy chị nha. Hôm nay Hải xả hết tao bao ha, tại vì Hải còn một kệ hàng tao bao à. Một kệ hàng tao bao nha mấy chị nha, hôm nay sẽ xả hết cho mình luôn. Hãy xả nên là hãy like nhanh nha mấy chị nha. Này có cả áo lông nữa này. Đó mấy cái set này đợt trước chị nào không có mốt được nè. Bây giờ bên em cắt hàng nó ra còn được mấy mẫu lẻ mấy chị. Cái set này đẹp lắm, chị nào bán sốt là phải lên cho mấy chị nha. Đó, tương tác dùm cho Hải với. Nè cái set này quá trời mấy chị ơi nè, bên em báo hết nè mấy chị ơi. Giờ em sale cho mấy chị giá rẻ lắm luôn á, dưới giá nhập cái này mấy bạn đi order toàn là 400-500 ngàn không nha. Mấy chị đừng có so sánh hàng của mình lên với hàng tao bao nha mấy chị nha. Hàng của mình lên những bạn nào mà mấy bạn hot girl á, người ta lấy mẫu hàng tao bao vì người ta lên đã giá là mấy trăm ngàn rồi. Tại hàng tao bao cái đường kim mũi chỉ nó sẽ nét hơn và nó rất là cao nha mấy chị nha. Hôm nay hãy xả dưới giá của hàng sữa mấy bạn lấy mẫu về lên luôn á nha mấy chị nha. Rồi tương tác dùng cho Hải với. Trời cái set này nó đẹp má ơi. Quá trời đẹp luôn á. Rồi lên cho mấy chị nha. Diệu, diệu hậu. Rồi chia sẻ like tương tác dùng cho Hải nha cả nhà ơi. Tương tác lên nha mấy chị ơi nha. Hôm nay lên hàng tao bao nhiều lắm luôn. Chị nào bị ghiền hàng tao bao thì hôm nay canh nha. Với lại chị nào mà lấy sỉ á thì mấy chị tranh thủ lấy mấy cái hàng tao bao này đi. Hàng đẹp lắm luôn ấy. Siêu siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi vào rồi chia sẻ like lên giúp em đi mấy chị ơi. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chia sẻ like cho mấy chị nha. Rồi có mình dùng cho em mã này là mã tặng bơm kèm phí nội đi. Trời ơi cái áo tôi nói là quá trời người chốt không có được luôn ấy nha. Nè diệu hậu này, cái áo này em bán khủng lắm luôn á mấy chị, thật sự luôn. Mà bây giờ thì không có nha, mấy cái áo này bán bữa hôm tháng 10 tới giờ rồi mấy chị. Chưa lạnh là em đã bán rồi, tại vì chưa lạnh thì em bán nó có giá rẻ hơn mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi chia sẻ like tương tác dùng cho em, phụ mình dùng cho em mã tặng bơm kèm số điện thoại đi mấy chị. Tặng bơm kèm số điện thoại nha mấy chị nha, chia sẻ like lên. Nè có cả một con áo len xịn nè. U là trời mấy chị ơi. U là trời. Cái gì? Phương Nga nè. Hà Linh. Bộ lụa. Mua cái bộ lụa có mấy? Có 89.000 cũng bơm được nè mấy chị. Cái bộ lụa có 89.000 à, ở người ta bán 170.000 mình cũng bơm được. Thôi nha mấy chị nha. Nguyễn Hiền 845 ở Bình Thuận. Mấy cái này là mấy cái đơn Bình Thuận hay là khách quen này là bưu tá không có phát được đó nè. Nguyễn Hiền 845. Toàn là xếp với lại áo xịn không mà mấy chị váy. Rồi lên mã nha mấy chị nha. Rồi có mình dùng cho em mã tặng bơm kèm suy nội đi mấy chị. Tặng bơm kèm suy nội cho mấy chị nha. Đây để em đứng lên em like nha. Em tặng cái con siêu phẩm này trước đi mấy chị. Siêu siêu phẩm luôn. Tương tác lên nha mấy chị nha. Sao mà xe tê, sao xe mà tê không hiện ra ta. Là chắc là chỉ có hiển thị không mình nội của mình thôi đúng mấy chị. Nó bị ẩn không mình đấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã bơm. Em tặng mấy chị con này 39.000 nha. Rồi lên liền cho em mã bơm 39.000. Trời ơi con áo này nó đẹp lắm. Giờ lên mã tặng bơm, cố gắng chia sẻ like tương tác lên giúp em đi mấy chị nhở. Bữa nay mấy bạn đi số mấy bạn mua con nào phải 200.000. Thật sự luôn ấy, 200.000 nha mấy chị. Ấy hồ chị sẽ like lên giúp em đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã này là mã bơm
bom mấy? 39 ngàn. Chốt liền chơi mã bom 39 ngàn kèm số điện thoại vô nha mấy chịu nha. Một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho em xin nút thả tim thả like tương tác lên nha mấy chịu nha. Mấy chị tương tác với bài viết đi mấy chị nha mấy chịu nha. Sao em thấy những cái bài mấy chị khác tương tác dễ sợ luôn mấy chị, mà fanpage của em khách không chịu tương tác nghĩ chơi rồi mấy chị nha. Lúc tặng thì mới tương tác thôi, tới lúc like là mấy chị không có comment hay là không có chấm bài hay là tương tác gì cho hại hết. Mấy chị cố gắng tương tác lên nha mấy chịu nha, tương tác lên để cho nó đẩy bài viết lên nha mấy chịu nha, cố gắng tương tác lên cho hại với. Rồi có mình dùng cho em mã tặng bom 39 ngàn dùng cho em ha, lên liền cho em mã tặng bom 39 ngàn một lần vào trang cá nhân và 5 lần hồi nhóm để chế độ công khai cho em xin nút thả tim thả like tương tác nha mấy chịu nha. Tương tác với Hải đi mấy chị ơi. Tặng bom 39 lên cho em. Lên liền cho em mã tặng bom dùng cho em 39 ngàn dùng cho Hải nha. Nè. Trời ơi, con áo len 189 ngàn mà cũng bị bom về nè mấy chị ơi. Con áo này để mặc luôn đó. Nè, con áo len này đẹp lắm luôn á mấy chị. Đẹp ơi là đẹp luôn, hết sạch ở trong kho rồi. Mấy cái hàng mà, mấy cái mẫu mà đẹp đẹp là hết rồi mấy chị nha, mấy chị nha, thật sự luôn. Tại vì bạn nào mà biết là sẽ biết mấy cái hàng mà siêu phẩm mấy chị, mấy cái mẫu mà siêu phẩm ở trên thị trường ấy là mấy bạn chốt rất là nhanh luôn. Nè có cả mấy con váy như thế này mà mấy chị cũng bôn về này. Có tay chấm côn luôn. Rồi lên liền cho em rồi chốt nha. Rồi lên liền cho em mã bôn 39 ngàn em chốt chị đầu tiên nha. Bôn 39 ngàn dùng cho em. Bôn 39 ngàn lên giúp em chưa? Lên liền cho em mã bôn 39 ngàn. Chị nào chia sẻ like rồi thì lên mã liên tục với em đi mấy chị ha. Rồi em có cái bộ lụa này mấy bôn chị. Bôn 39 ngàn bao tiêu chứ gì nào, bơi 220 nè. Rồi lên liền cho em mã bôn 19k bộ lụa dùng cho em tặng nhanh nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã bom 19k dùng cho em mấy chị, nhớ là chia sẻ like nha mấy chị nha, mình cố gắng tương tác lên mấy chị ơi. Tất cả đều là dùng phần mềm hết nha mấy chị nha, nên là chị nào không chia sẻ like là biết liền mấy chị. Nên là mình cho Hải xin chia sẻ like đi, xíu mình còn chốt được hàng rẻ nữa mấy chị nha, mấy chị nha. Đảm bảo Hải nghỉ sớm nha mấy chị nha, là mấy chị không bao giờ mà mua hàng chỗ nào mà được giá như nhà Hải luôn á. Tại vì Hải lãi rất là ít nha mấy chị nha, coi như là năm nay xé nhát đó mấy chị, bán không có lãi gì trơn á nha mấy chị nha. Nhưng mà hàng về rất là nhiều luôn nên là chấp nhận phải bán rẻ nha mấy chị nha, để nghỉ tới sớm á nha mấy chị nha. Bôn 19 ngàn lên giúp em ạ. Em mà nghỉ một cái là em đảm bảo luôn á, mấy bạn không bao giờ đi mua được cái hàng tao bao mà giá mấy chục ngàn hay là 130, 140 hay là 150 đâu. Hàng tao bao lúc nào cũng trên giá hàng là 200 ngàn, 250 nha mấy chị nha, là rẻ nhất luôn á. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Bôn 19k dùng cho em. Bôn 19 ngàn chứ Nguyễn Tâm 279. Còn lên tiếp nha mấy chị nha. Em có hai con váy nè. Hai con váy nha. Em tặng luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã này đi, bán chi ăn cho mấy chị luôn nè. Đó, siêu siêu đẹp luôn. Rồi ghi dùng cho em mã nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Rồi chốt liền dùng cho em cái mã này là em có hai con nha, em tặng cho hai chị luôn. Em tặng cho mấy chị con váy này với giá là 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mã bôm 49 ngàn, có hai con nha mấy chị nha. Bôm 49 ngàn, hai con duy nhất mấy chị. Bôm 49 ngàn lên giúp em đi mấy chị hả? Bôm 49 ngàn nha mấy chịu nha, lên lẹ nha mấy chị. Nào chia sẻ like rồi thì lên mã liên tục cho em, bôm 49 ngàn đi ạ. Lên liền cho em mã bôm 49 ngàn dùm. Bôm 49 ngàn cho Yên Phan. Trời ơi em biết. Bôm 49 ngàn cho Bùi Xuân Diệu. Cái con áo len này em về khi nào mấy chị ơi? Ui đẹp quá vậy. Rồi hôm nay em tặng mấy chị con áo len này 79 ngàn luôn, bán đi ăn luôn nha. Cái con này về hồi nào vậy ta? Không nhớ luôn mấy chị ơi, thôi mà tặng mấy chị 40 à bên 79 ngàn ha. Lên liền cho em mã A1 dùng cho em đi. Lên liền cho em mã A1 tay bồng nè mấy chị. Tay bồng nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi ghi liền cho em mã A1 dùng cho em 79 ngàn dùng cho Hải. Chốt ngay vừa liền dùng cho em mã A1 79 ngàn. A1 79 ngàn lên giúp em ạ. Trời ơi quan trọng là cái tay nè mấy chị. Tay là tay bồng nha. Cái mà cái cục này em không biết khi nào em về khi nào luôn mấy chị nha. Em tặng luôn mấy chị 79 ngàn cho Hải. Lên liền cho em mã A1 79 ngàn, một con áo len tay bồng nha mấy chị nha. Tay bồng nè, đó, xịn ơi là xịn luôn. Và cái len này của nó là vừa nha mấy chị nha, không có dài quá, đẹp lắm luôn, màu nâu tay nữa. A1 79 ngàn cho Trần Nguyên. Rồi lên liền cho em mã A1 A1 cho Yên Phan 79 ngàn dùng cho em. Mấy chị cố gắng tương tác chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị. A1 cho Điêu Kim. Rồi con này em có A1 79 ngàn lên giúp em đi ạ. Con này em có mấy con thôi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị nè. Không A1 được toàn đứng không 79 ngàn lên giúp em nữa mấy chị. A1 cho Phạm Thảo Nguyên. Rồi con áo này em tặng cho cả nhà hôm nay 139 ngàn luôn. 139 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã A2 139. 139 ngàn không nghe nhầm nha mấy chị nha. Một con áo dáng dài dùng cho Hải.
39.000, quá là rẻ luôn mấy chị ơi. Minh Anh Ly chị nào mua hàng mà em không nghe máy rồi mấy chị cọc với em rồi em chốt mấy chị luôn mấy chị ơi, không bao giờ có nha mấy chị nha, không bao giờ có giá này luôn. Thật sự nha mấy chị nha. 139.000 dùng cho em, nhìn bao hàng dùng cho em nha mấy chị nha. Linh Hồn ơi, đơn hàng mình em đi luôn hả chị? Rồi lên liền cho em, mãi dùng em gửi về địa chỉ mới gì cho rồi chị nhá. Dùng cho em size S, M, L đều mang ok, 139.000. Ôi trời ơi luôn. Ai ơi, cho Dung Nguyễn, ai cho Tú Vinh. Rồi lên liền cho em, mãi dùng cho em ha. Lên liền cho em, A2 dùng cho em 139.000 mấy chị ơi nha. Nhìn ai, dùng em, em 139 nha. 139.000. Ai cho Nguyệt Nguyên nha. Rồi tiếp lên cái xe. Ai 139 lên giúp em đi mấy chị ơi. A2139 lên à. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em mấy chế ơi. Trời ơi. A2 cho Hồng Hà. Rồi tiếp 991. Tiếp nha mấy chế ơi. Tặng cái set này hôm nay, tặng cái set này. A2 cho Liên Hoàng. Nghe giá cái set này nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã A3, nguyên một set luôn. Một con chân vái nè, xong rồi kèm cho mình một con áo hoodie, mặc rất là hết đẹp mà nha mấy chịu à. Nha. Hôm nay em sẽ bán tặng cho mấy chị nguyên cái set này luôn, với giá là 139.000 luôn. Bình thường là em like con này là hàng 215.000 nha. 215.000 nha cả nhà ơi. Hôm nay tặng cho mấy chị với giá là 139.000. Hôm nay shopping không cần nghe giá đâu mấy chị, em nói thật sự luôn. 139.000 mấy chị chưa chắc mua được một con áo hoodie như thế này nè. Đây là nguyên set cho mình nha mấy chị nha. 139.000. Lên liền cho em mã A3 dùng cho em ha. Rất 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 là A3 cho Dung rồi. Và con này mấy chị bao nhiêu ký may cũng được hết. Lên liền cho em A3 cho Trang Anh. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em. Mã A3 139 lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã A3 nha cả nhà ơi. 139.000 dùng cho em. Lên lẹ nha. A3 lên giúp em 139.000 đi mấy chị ơi. Con này hãy sale hãy tiếp ấm luôn. A2 với em hết rồi. Vì hàng gần 200.000. A3 cho Minh Trang. Rồi con này em bán tặng cho chị nào ha, chị nào. A3 cho Thúy Quý. Tại vì con này là hàng hàng Zara này mấy chị. Con hết mà A3 mấy chị nhá. Em bán chi ăn cho chị nào bóng nhanh ha. A4 đi. A4 dùng cho em tặng mấy chị cái áo này với giá là 139.000 luôn đi. Con này nó còn đắt hơn cả hàng kia nữa mấy chị. Con này em nhớ mấy bạn order như 400-500.000 gì đó. 400-500.000 nha. Ok chị Anh Minh nha. Em tặng mấy chị 139.000 luôn đi. Chị nào ưng lấy thì chốt nha, còn không phải để là hãy mặc á, tại vì hãy tặng luôn cái này cao lắm, cái này hãy nhập cao đó. A4 là giúp em 139 á. Một con rồi. Một con thôi. A4 cho Tú Minh 139. Rồi đây mấy chị ơi, ghi lê nha. Ghi lê này em có được từ đây con thôi, một con trắng và ba con đen ha. Em bán tặng cho cả nhà con này 89.000 dùng cho Hải. Rồi lê liền cho em mã này là mã A5 dùng cho em 89.000 nha. Em có hai màu, màu trắng và màu đen, ghi lê Noel nha. Mấy chị mua mặc đi, xong rồi tới Noel xong rồi qua năm sau mình cắt nha mấy chị nha. Đừng có kiểu như là đừng có bỏ nha. 89.000 nhưng mà đi tìm không có khó đâu, thật sự luôn. Những bạn bán livestream mà hàng 400-500.000 chưa chắc săn được cái hàng như nhà Hải nha. Nên là mấy bạn mua đi rất là rẻ luôn. 89.000 này, đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A5 dùng cho em, kèm màu dùng cho em ha. Màu trắng và màu đen dùng cho em, ghi lê. Lên liền cho em mã dùng cho Hải. A5 kèm màu trắng và đen lên giúp em ạ. 89.000 kèm màu trắng và đen dùng cho em. Lên liền cho em mã A5 dùng cho em, ghi lê. Lên đúng mã giúp em đi mấy chị ơi. Ôi đẹp mấy chị lên đúng, đúng mã em không có chốt rồi mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, màu trắng với màu đen dùng cho em. Mấy chị nhìn cái con hươu này, A5 nó, trắng cho Kim Phúc lên. Nó làm nổi lên luôn cho mình luôn này mấy chị. Theo nha, cái này là theo A5 cho mình. A5 em chỉ còn màu đen thôi. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em, màu đen nha mấy chị nha. Hết trắng rồi. Màu trắng là hôm kia em có like rồi. A5 đen cho Giang Đô. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em, màu đen nha mấy chị nha. Tặng mấy chị 89.000 A5 lên giúp em 89.000 màu đen à. Chị Nguyễn Nhân ơi, đơn hàng đó em gọi chị em nghe máy nè, em gửi về địa chỉ cũ cho mình luôn rồi chị nhá. A5 đen cho Hòa Juni. Tiếp tiếp. A5 kèm màu đen, em còn một con cuối cùng rồi, 89.000 mấy chị ha. Em chốt cho Hoàng Lê màu đen nha. Rồi lên liền cho em mã A6 đi. Em xem mấy chị con này với giá là 159.000 nha. Em bán lỗ thật sự luôn á nha mấy chị nha. Nên là chị nào múc được thì mấy chị may mắn ha. Tại vì cái này em có hai con thôi nè, hai con nha. Hôm nay em sale cho mấy chị con này luôn, hàng cao bao nha mấy chị nha. Với giá là 159.000. Lên ngay và liền dùng cho em A6 dùng cho em. Một con đầm xô kèm cho mình một con ghi lê. Ghi lê của nhà Hải nè mấy chị. Hàng cao bao người ta may nè. Mấy chị nhìn cái ghi lê bên trong nè, là hàng hai lớp nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn cái nút này xịn lắm luôn. Con này mấy chị mặc SML đều mang qua. A5 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mặc A6 dùng cho em. Tặng cho cả nhà con này 159.000.
Tôi lên liền cho em mà A6 159 dùng cho em. Bạn nào bán sốt hay là bạn nào mà mặc đồ xịn ấy, bình thường đi mua 400-500 ngàn, mấy chị lấy thử con này đi, em đảm bảo mấy chị luôn á. Em có duy nhất được 2 con nha mấy chị nha. Lên liền dùm cho em mã này là mã A6 159 ngàn, 159 ngàn. Một con ghi lê của nó này, kèm cho mình một con đầm xô, nó xịn lắm luôn á cả nhà. Xịn thôi là xịn luôn. Thì cố gắng vừa xem vừa tránh tương tác vừa chia sẻ like lên giúp em mấy chị ạ. Ôi ôi, A6 rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùm cho em ha. A6 lên giúp em 159 ngàn đi ạ. Lên liền cho em mã A6 dùm cho em 159 ngàn. A6 còn một set nữa, chị Trần Huyền Trâm ơi cọc với em rồi đã chọn chị nha. Em báo vô chị, em báo chị lúc tối rồi ạ. Trời ơi, siêu phẩm. Cọc với em rồi đã chọn thêm chị Trần Huyền Trâm nha. Siêu phẩm mấy chị ơi. A6 cho Huỳnh Yên Nhi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã A7 dùm cho em 139 ngàn nha mấy chị nha. 55-56 cái đổ lại men ok, SML là mang được hết nha. Mình mua một set này mình được lợi lắm mấy chị. Mặc set chán rồi chuyển ra mình mặc rồi nha mấy chị nha. Nè cái chân vái này mấy chị nè. A7 139 đó. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em 139 ngàn dùng cho em. Chốt ngay và liền dùng cho em mã A7 nha. 139 ngàn em cam kết mấy chị luôn. Mấy chị order tao ba con này không trên phải là trên 300 ngàn một set nha mấy chị nha. Mà bữa nay order về chưa chắc về trước A7 đó. Rồi lên liền cho em mã A7 cho Linh Vũ 696. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em 139 ngàn. Trên ngay và liền A7 á. Lên liền cho em mà A7 139 ngàn, cắt đẹp lắm luôn á. Xếp một em mà A7 139 mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mà A7 dùng cho em 139 ngàn. Chị nào lấy cái liền cho em mà A7 139 lên giúp em đi ạ. Giờ Manco này bán bao nhiêu em mấy chị? A7 139 lên giúp em đi mấy chị ạ. A7 cho Tâm Phạm. Rồi bây giờ em bán sale mấy chị nốt con áo này luôn nha. Tặng mấy chị con áo này với giá là 129 ngàn. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã. Và con này là hàng cao bao nè. Con này em nhập cao lắm, gần 200 ngàn một con lận. Mấy chị nhìn cắt nè, mấy chị thấy không? Đó, nút nè. Nhưng mà con này em có vài con thôi nha, em không có số lượng nhiều hết. Cái này là áo kiểu nha mấy chị nha, hàng cao bao. Bây giờ em sale nốt cho mình con này 129 ngàn luôn. Lên liền cho em mà A8 129 dùng cho em. Nó thật sự luôn, hàng mà thường thường của mình lên mấy bạn đã bán 160-170 rồi. Đây là hàng cao bao nha mấy chị nha, hải về rất là nhiều luôn. Nhưng mà hải còn ít lắm, còn làm khoảng được 5-6 con thôi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà mấy anh? A8 rồi lên liền cho em mà A8 dùng cho em 129 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà A8 nha, con này mấy chị mặc size 60kg đổ lại mang ok cho Hải luôn nha, đẹp lắm. A8 cho Hồi Na 129. Lên liền cho em mà A8 dùng cho em 129 ngàn còn. Rồi lên liền cho em mà A8 nha cả nhà ơi. A8 129 lên giúp em rồi, cho chị ạ. Rồi lên liền cho em Thu Nguyễn 490. 129 ngàn nha cả nhà ơi, đẹp lắm, rất là đẹp luôn. A8 129 lên giúp em nha. A7 lúc nãy 139 lên A Trần. Rồi lên liền cho em mà A8 nha chị ơi. A8129 lên giúp em cho chục mít cây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Rồi ghi dùng cho em mã A9 dùng cho em với giá là 79 ngàn dùng cho em một con sơ mi. A8 cho Hùng Vy. Sơ mi nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã A9 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A9 một con sơ mi về mặt với ghi lê nha cả nhà ơi. Và con sơ mi này em bóc hình rồi đó. Em bóc quá trời là ốp luôn mà em bán cũng gần hết mấy chị ơi. Em về con này tới 100 con lận. Bây giờ em còn 5 con cuối cùng. 5 con cuối cùng nha, em chốt cho 5 chị ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em A9 một con sơ mi dùng cho em. Với giá là 79 ngàn dùng cho Hải. Sơ mi phông to để mình mặc. A9 như Dung à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A9 như Nguyễn 41. Rồi lên liền cho em 79 ngàn cho Ngọc cho mình. Trời ơi mấy chị ơi, giờ cái này nè. A9 79 ngàn lên giúp em, còn 2 con bây giờ lên chú liền giúp em à, cho Phạm Anh Thư. Cái này nè mấy chị. Còn một con cuối cùng giờ lên chú liền giúp em mấy chị ơi. Bây giờ em bán tặng cho A8 thì Trần Thu Thủy. Một con Manto, hàng to bao xịn sò luôn này. Đó, vì mấy chị đang dây này kia vô cho Hải nghe. Đó này. Đó, nhưng mà hàng cao cấp ấy. Hôm nay hãy xem nốt cho mấy chị con này với giá là 200 250 luôn đi. Chị nào ưng múc thì múc nha mấy chị nha. 250, đừng có so sánh với hàng chuyển lên dùm cho Hải có thiệt. Em mới chịu nha. Nhiều lúc Hải bán hàng cao bao mà cái giá Hải bán rất là rẻ luôn mấy chị nè. Hàng tan sườn nè. Em mới chịu nha. Cái size này cho mấy chị nào mà tầm khoảng SML đều mang ok nha. Hãy xem mấy chị 250 đó. Chị nào thấy rẻ mình chốt nha mới chịu nha. Và Hải cũng có được có 5 con thôi. 5 con nha mới chịu nha. Chờ lấy thì chốt là dùm cho em hai cái tay này mấy chị nè. Hai cái tay nha mới chịu nha. Cái dây cọc cho mình luôn. Em tặng luôn cho mấy chị ạ. À mấy anh? À? A10 dùng cho em, giá là 250 nha mấy chịu nha, em bán rẻ lắm luôn á.
đó mấy chị thấy bạn Như Nguyễn thấy rẻ lên liền được, chứ cái này là bao nhiêu rồi, 350 đúng không, 350 á. Trân ơi, chọn mã khác với em mà nó hết rồi chị ơi. 350 á, chị nào lấy đi, thật sự rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Hàng này em nói thật mấy chị. A10 cho Như Nguyễn 250. Mấy bạn mà hết đơn hoặc là Mai Phương Bùi này kia bán một con thường thường này 1.500.000 nha mấy chị nha, 800-900 ngàn thôi. A10 lên giúp em 250 rồi. Em bán mấy chị 250 nha mấy chị, lấy mà mang đi rất là xịn luôn. Không phải là chắc mà chắc kaki kia đâu nha mấy chị nha. A10 hoàng lên luôn. Tặng mấy chị 250, chờ lấy thì chốt liền cho em mã 250 dùng cho em ha. Chị Dung Suri có đang xem không? Chị Dung lấy nè, bơm trước hỏi Hải nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hàng nó xịn nhìn nó khác nha mấy chị nha. Thật sự luôn, em bán 250 em lắm. Chỉ giống như là cam kết với mấy chị luôn á, nha mấy chị nha. 30 Trần Thị Diễm. Nhiều người người ta có tiền mấy chị, người ta mua 250 là hàng thường á. Còn em đây nha mấy chị nha, em bán mấy chị 250 em cam kết mấy chị. 30 Hoàng Lê, có rồi, Yên Khoa có rồi à. 800-900 ngàn một con. 30 cho Nguyễn Trâm. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 800-900 ngàn một con á, chứ không phải là hàng rẻ đâu mấy chị. Đây nè. 30 cho Tuyết Sương. Đây mới là hàng rẻ nè mấy chị, để cho mấy chị phân biệt nha. Nè, những con này đây mấy chị đi mua là 200. A10 Hoàng Lê có rồi, Nguyễn Trâm có rồi nha, A10 cho Jun Jun. Đây, mấy chị nhìn cái con hàng nó đẳng cấp với là cái con hàng nó khác nè. Nha mấy chị yêu nha, con này em xin phép em tặng cho mấy chị luôn 79 ngàn. Nha mấy chị yêu nha, để mấy chị so sánh ha. Và những chị, em có học luôn những cái mẫu như thế này nè. Hàng người ta lên người ta bán cho mấy chị 250 nè. Nha mấy chị yêu nha, còn em hàng Quảng Châu em bán mấy chị 250 hàng chuẩn lò 1 luôn. Còn con này em xem mấy chị 79 ngàn. Nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, về mặt chơi chơi cũng được nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã A mấy anh? 11. A11 dùng cho em, tặng mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã A11 nha mấy chị yêu nha, 79 ngàn, nhưng mà vẫn là hai lớp nha mấy chị yêu nha. Vẫn là hai lớp nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng A11, 79 ngàn thôi giúp em ạ. Dùng cho em 79 ngàn dùng cho Hải. Hải có 3 con nè, ba con không bóc màu không mấy chịu nha. A11 79 ngàn thôi giúp em mấy chị ạ. Cho Như Ý Trần. Mua về mặt chơi chơi cũng được mấy chị. Dạ. Ui, thiệt cái hàng nó đã gì đâu luôn á mấy chị ơi. A11 cho Hậu Nguyễn. Lên mấy A11 79 ngàn giúp em ạ. Rồi mấy chị mà cầm Như Ý Trần có rồi chị nhá. Hậu Nguyễn có rồi ạ. Cầm cái hàng mà mấy chị nhìn em. Giờ lên liền giúp em A11 cho anh Minh 661. Nó nặng tay á mấy chị. Xịn quá trời xịn luôn. Còn hãy xả mấy chị con này luôn ha. Rồi lên liền cho em mã A12 dùng cho em đi. Xả nốt cho mấy chị con này với giá là 169 ngàn. Chốt liền cho em mã A12 169. Mấy chị nhìn con ghi lê nè. Đó, hàng xịn mấy chị nhìn vô là mấy chị thấy nó khác hẳn luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em cái mã này là mã A10 mấy? A12 dùng cho em với giá là 169 ngàn dùng cho em ha, siêu cấp lắm lắm mấy chị, rất là chị cố gắng vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ like lên giúp em mấy chị nhá. Ôi nó đẹp gì đâu luôn á mấy chị. Rồi lên liền cho em mã này là mã A12 dùng cho em đi cả nhà, đẹp lắm, rất là xịn nha. Kèm cho mình một con ghi lê này, đó, hai lớp cho mấy chị luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em một con đầm xô, hàng to bao luôn mấy chị. Nha mấy chị nha, hàng cao cấp ấy. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. A12 169 ngàn lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã A12 169 ngàn dùng cho hả. Chốt liền cho em mã A12 169, mấy chị nhìn cái hàng nè, rất là xịn luôn. A12 lên giúp em 169 ngàn cho Trường Hiền Trâm. A12 169 ngàn. Trâm đang xeo xả đấy, em có like theo yêu cầu Hoàng Nguyễn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nha mấy chị nha. A12 169 cho Trường Hiền Diễm. Rồi lên liền cho em. A12 lên giúp em 169 ngàn nha. Chị mua hai con mà một nè. Chị nào mà A12 cho Phạm Nguyên 858. Thì em nói thật mấy chị luôn, mua một con này mình nạp 5-6 năm nha mấy chị nha. A12 giúp em 169 ngàn thôi mấy chị ơi. Rồi lên dùm cho em mã A13 dùng cho em, 250 dùng cho em. Mua mấy con này nha, mặc 5-6 năm không bao giờ bị lỗi mốt luôn. Tại vì cái con này là dáng vừa nha, và ai mang cũng được. Dáng vừa thì mấy chị kiểu giống như là một mớt 50 mình mang cũng được rồi nha mấy chị nha. Mớt 50, mớt 6, mớt 7 thì mang được. Còn chị nào mà kiểu giống như là dáng dài thì phải tầm khoảng 1m6 mình mang mới đẹp nha mấy chị nha. Hoặc là 1m55 mình mang về câu gốc mới được. Còn cái đây là dáng vừa nè. Dáng vừa nha mấy chị nha. Y như vậy luôn mà nó là màu đen nha. Lên liền cho em mà A13 dùng cho em, 250 màu đen dùng cho em. Đủ nha mấy chị nha. Hai dây tay nè, với lại một cái dây đai cho Hải nè, với giá là 250 mình lấy. A13 cho Hoàng Lê 250. Mua cái này của Hải nha, 3-4 con ra ngồi chưa chắc mua được một con luôn á. A13 250 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mà A13 dùng cho em, 250 nha mấy chị. Hoàng Lê có rồi chị hả? Trời ơi, cái vải nó đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, phía sau nè.
Rồi lên liền cho em mã nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã này là mã A13 dùng cho em, 250 dùng cho em. Lúc mà em có like màu kem A13 rồi cho tôi chưa? Màu đen nha mới chịu nha, màu đen nha. Rồi lấy thì chốt liền cho em 250 rồi mới chị. Mua đi 250 mấy. A13 250 lên giúp em đi ạ. Luôn. Rồi để Hải Phòng cái này Hải Phòng bao nhiêu cái? A13 250 có một con giờ lấy chốt liền giúp em ạ. Rồi lên tiếp nha mới chịu nha. Hôm nay em sẽ sale banh nóc con này luôn. Em tặng cho mấy chị con này với giá là 149.000 nha mấy chịu nha. Một con váy hoa, xong rồi kèm cho mình một con ghi lê siêu siêu vip luôn. Và đảm bảo là không đụng hàng của ai nha mấy chịu nha. Hôm nay em sẽ tặng mấy chị với giá là 149.000. Lên liền cho em mã A14 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A14 dùng cho em 149.000. A14 đi em, 149.000 cho Hồng Hoa. 149.000 duy nhất được có mấy con thôi, lên lẹ mấy chế ơi. Nha, em chỉ like đúng hôm nay thôi mấy chị. Rồi lên liền cho em A14 lên giúp em ạ. Lên liền cho em A14 dùng cho em 149.000 dùng cho Hải. Cái này anh nhỉ? Tại vì cái này nó có hai loại. Nó có áo đi lê kia với lại cái không cái kia là cái này là set chung của đúng không? Alo. Rồi lên liền cho em mấy chị ơi, xem like tương tác cho Hải với. Tương tác nha mấy chị ơi. A14 cho em 149.000 đó mấy chị hả? Lên liền cho em mà A14 149.000, cái đó đẹp lắm. Đẹp nhất mắt luôn. Đẹp chút rất luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã A10. A14 với Yando 149. A15 cái này em lên màu ha. Cái này em có màu trắng màu đen này 129.000 nè. Chị nào ưng lấy đen ghi đen, giờ ưng lấy trắng ghi trắng dùng cho Hải nha. Với giá là 129.000. Là vì con này hàng xịn mấy chị. Mấy chị nhìn cái vải này, cho mấy chị xem vải ha. Nhiều lúc nhiều bạn cũng thấy mẫu này nhưng mà không có tìm ra được cái vải này lên đâu. Tại vì 100% hàng to bao này mấy chị. Nhưng mấy chị yêu nha, em up hình như thế nào là hàng em lên y như vậy luôn á. Đây, vải này mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A10 mấy? 15. A15 kèm màu dùng cho em, màu trắng với màu đen dùng cho em. Với giá là 129.000, rất là rẻ luôn. A15 kèm màu trắng và đen lên giúp em 129 ạ. 129.000 kèm màu trắng đen dùng cho em ha. Chị nào lấy đi áo kiểu đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chị nào đổi địa chỉ mấy chị báo trên like này luôn giúp em mấy chị hả? Rồi lên liền A15 lên giúp em 129 trắng cho Khánh Duy à. A15 kèm màu lên giúp em 129 ạ. Rồi lên liền cho em mà A15 kèm màu trắng và đen mấy chị ha. Mã dùng cho em đẹp lắm luôn á chị ơi, thiệt sự luôn ấy. Mà chị về đợt thứ hai chị về nhiều quá luôn ấy, đợt đầu bán hết sạch mấy chị ơi, sao mà ham hố về này mấy chị. Cuối cùng giờ A15 đen cho Linda. Linda SML đều mang ok á chị, SML đều mang được hết nha. A15 trắng với Nhật Lệ lên liền cho em mà A15 kèm màu trắng và đen dùng cho em. Đen còn gần đó đó mấy chị nào mất luôn. Ai cái set 8 này em còn được mấy set nè mấy chị. A15 mấy chị kèm màu trắng và đen giúp em ha. Đây 100 mấy nè. Này 100 mấy nè, nãy 100 mấy. A15 trắng cho Mỹ Lự. Rồi cái này em còn được màu xám nè mấy chị. Màu xám nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A16 dùng cho em. Xin trong thì nhiễm chuyện tốt có tổng có từ trao Quận Châu với em đi chị. Mấy chị chỉ cần báo với em là đổi địa chỉ của chị em không có đó giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã A16 dùng cho em. Có giá là 159.000, em còn 3 set, em còn sót 3 set màu xám này nha mấy chị nha. 3 set nè. 3 set nha cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A16 139 lên giúp em ạ. Hôm nay mấy chị 60 cái đứa làm em ok đúng rồi. Lên liền. A16 thì bao nhiêu em? 159.000 chứ nãy bao nhiêu? 139. À 139. Lên liền cho em mã dùng cho em. A16 đi mấy chị. A16 cái gì bao nhiêu? 139. Em cái này cái túi đâu nè em. Đó không, cái này đủ rồi. A16 lên cho em 139.000 xé màu xám đi ạ. Xé màu trắng phối xám mấy chị ạ. Trắng phối xám đẹp lắm mấy chị, đáy mà mang. A16 lên cho em mấy chị ạ. Đáy mang mấy chị hàng xịn đấy. Rồi con áo. Chị nào đang xem gắn chia sẻ like tương tác lên cho em mấy chị ạ. Rồi hôm nay em tặng mấy chị con này 59.000 luôn một con áo. Cái này đang mang được luôn nè. Con áo này không được cái gì hết trơn mấy chị ơi, được rẻ mà được xịn nữa nè nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, rẻ mà được xịn nữa. Em tặng mấy chị con này 59.000 hôm nay, rất là rẻ luôn. Cái này nay mang được luôn.
Nam mang được. Lindor em có đem mấy Nam mang được nha mấy chị. Mấy chị có chắc hàng chưa em mấy chị ạ? Em đã xả lửa rồi mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A mấy? 17. Rồi lên liền cho em mã A17 dùng cho em với giá là 59.000. Nam mang được luôn đó mấy chị, đẹp lắm. Nè, được cái rẻ mà xịn mấy chị ơi, có 59.000 một con áo này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi ghi liền cho em cái mã này là mã A 10 mấy? 7. A17 dùng cho em 59.000. A17 cho Nguyên gì? Rồi lên liền cho em A17 59.000 mấy chị nhìn nè. Đó, xịn chưa? 59.000 đó. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em A17 tươi trơn. Lên liền cho em A17 59.000. Giờ lấy cho liền cho em A17 59.000 đi ạ. A16 139 cái đạo nền. Lên liền cho em A17 59.000. Rồi em có một con áo lông này nha, em vừa bán vừa tặng cho cả nhà luôn. Rồi lên liền cho em mã này là mã A18 dùng cho em nha. Sale con này cho mấy chị 99.000. A17 59.000 cho thấm mỹ. A17 cho đài Trang Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A18 99.000. Trời con này mang về bốt nên thôi mấy chị ơi, nhức nách nha mấy chị ơi nha. Nè. A17 59.000 cho chị à. Cái lông này mấy chị nè. Annabella. Cái lông nó mướt mà nó đã lắm luôn nha mấy chị ơi. A17 59.000 lên giúp em bây giờ. A18 dùng cho Tuyết Sương. A18 nha cả nhà ơi, 99.000 dùng cho hai. Cái này em có được có 4 con thôi. 4 con nha mấy chị ơi nha. Chị Linda ơi, em báo xã rồi mà chị ơi. Nhiều chị không có nghe hay sao á. Mà em rất là ghét những ai mà xả đơn mà nói hoài trên live. Nhà em đã ok rồi mấy chị ơi. Nên là đừng có nhét nữa nha mấy chị ơi nha. Tại vì đang xả mấy chị nha. Nhà em đã báo ok bỏ ra rồi mà. A18 99 nè. A18 lâu lâu 99 chị Annabella ơi. Lên lại số điện thoại với em nha. Em chỉ có đi qua Annabella ngồi nếu có số điện thoại. Rồi con này nha mấy chị ơi nha. Annabella ơi, mã kèm lại số điện thoại giúp em đi chị nhá. A18 chú 9.000 cho Nguyễn gái. Trời ơi, siêu phẩm luôn nè mấy chị. A18 cho Đỗ Thị Quý. Đẹp chưa? Dạ, chị gì quân đội. Mấy chị nào mà mua hàng siêu cấp mấy chị mua cái set này nha. Chị nào chị Annabella ơi, chị cứ lên số điện thoại giúp em đi ạ. À. Nha. Chị khỏi nhầm mấy chị ơi, chị lên đúng số điện thoại chị gặp trăm giúp em ạ. Quen của em á, cho mấy chị nha. Mấy chị mua cái set này về mang đi, rẻ đi. Nha. Rồi tặng cho mấy chị cái set này luôn với giá là tặng mấy chị set này 169.000. Lên liền cho em mã 169 A19 dùng cho em, đẹp lắm. Đẹp lắm nha mấy chị nha. S, M, L, XL đều mang được hết. Cái con ghi lê của nó đáng tiền lắm mấy chị. Ok vậy nó ra nha. Cái này mấy chị mua một mà được hai luôn á. Mua một mà được hai nha. Nè, con ghi lê bên trong nè, cái này mình phối với cái khác cũng được nha mấy chị nha. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em, set này rất là xịn nha. Hàng em bán là hàng 245.000 á, 245.000 ha. Hôm nay em xả mấy chị với giá là 169 lên giúp em ạ. 169.000, đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. 19 cho Đoàn Lan Hương ai set. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, hàng siêu cấp đó mấy chị ơi. Đó là ngày mai đi mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ăn nhé anh. A19 dùng cho em, em bắt học đó. Chị nào mua quen của em mấy chị mua cái set này mang tới đi. A19 lên cho em 169.000 chưa? Thiệt luôn ấy. Tại sao mốt chốt đi Tú Minh. Nè, bữa ngày lúc trước nó hồi có mã không có chốt kịp luôn á mấy chị. Bây giờ lôi ra xả. A19 lên cho em 169.000 cho xong út. Chị đời nổi không? Đó hàng này nó to chà bá như thế này đây mấy chị. A19 lên cho em 169.000 cho Nguyễn Hồng Tiên. Này có hai con nữa hả? Lên liền mã A19 169.000 lên cho em nha. Rồi lên liền cho em mã. Đang còn có 3 cái cuối cùng thôi mấy chị nhá. A20 250 lấy nè. Chị nào thích mang tôi với ngắn nè. Rồi con bút lấy không anh? A19 mang còn 3 con 3 cái. Rồi lấy cho liền cho em ạ. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em cái mã này là mã A20 250 nha. À có ok thì xong bút rồi. Nha. Tay nè, xong rồi đai nè. Đó, đầy đủ nha mấy chị nha. 250 dùng cho em, bao giá toàn quốc luôn. Cái này bán về, quên, bạn nào mua về á, xong rồi bán lại. Có hồi nhiều lúc cũng có lãi đó nha.
rồi lên liền cho em, order con này tới 8-900 ngàn rồi. Rồi lên liền cho em, mãi dùng cho em. Lên liền cho em mặc A21 dùng cho em. A20, 250 dùng cho em. Lên liền cho em mặc A20, 250 nha. SML là mang ok cho Hải luôn. Cái màu này là màu nâu đậm này mấy chị, nha mấy chị nha. Mua đi nha mấy chị nha, xịn lắm luôn. Lên liền cho em mặc A20 dùng cho em. A20 cho Hoàng Lê. Lên liền cho em mặc A20 dùng cho em, 250 dùng cho em. Có duy nhất được có mấy con thôi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ok chị Bình đi, chị bốc qua tổng có thời gian con cho giúp em đi ạ. Cái này em có hai con nè. Nha mấy chị nha, chị nào lấy đi, cái hàng này nó xịn lắm luôn. 20 cho Nguyễn Bơ. Xịn lắm, lấy mà may mấy chị ơi. 20 lên cho em 2,5 mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Em tặng mấy chị con này nha. Đẹp lắm. Còn hay 20-250 cho hình dung 901. Hình dung 901 ơi, ngày mai ghé lấy hàng luôn với em chị nhá. Hàng bữa hôm trước bây giờ mình còn rồi đó chị ơi. Ủa? Ủa cái này sao lên hả? Lấy rồi. Đây. Đây nha mấy chị nha. Con này là kèm đai cho mình luôn. Xong rồi có dây luôn ha. Con này em bán tặng cho mấy chị 199 ngàn. Chờ lấy chốt liền cho em mã 199. Chị Dung, chị lấy con này nè chị Dung nè. Đẹp lắm á chị. Hàng to bao ấy. Đây nè. Hàng tao bao nó dày lắm mà nó rất là xịn nha, xịn lắm luôn. Mua không bao giờ kiểu giống như là bị lỗi thời cái mẫu này luôn á. Tại vì cái dạ mà cái con manto mà caro với chị kìa, rất là hiếm nha mấy chị nha. Nè. Có manto caro dùng cho em tặng mấy chị. Đâu mình để cái lấy chị mấy thì trăm ơi. Em tặng mấy chị con này 199 ngàn. Chờ lấy thì chốt liền dùng cho em mã hai mấy anh? 21. 21 dùng cho em 199 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 nha mấy chị nha, kèm tay cho mình nè. Xong mà có dây cho mình luôn. Em có duy nhất được có mấy con thôi. Em tặng mấy chị con này luôn 21 dùng cho em. Với giá là 199 ngàn dùng cho em. 21 cho em 199 ngàn đi ạ. 199 ngàn dùng cho em. 21 nha mấy chị ơi nha. 199 dùng cho hả. Đi rồi chị kiếm một nha. 199 ngàn nha cả nhà ơi. Rồi lên cái set này nha. Set này bán còn khủng hơn luôn. Bán quá trời bán luôn. 21 cho Hương Phạm, Hương Phạm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Rồi cái set này em bán nhiều lắm nha. Mà em báo hết được trước này. Chị nào không có chút được thì lên cho mấy chị luôn nha. Chị chụp mấy cây đơn nào đủ em đi hết. Em có giữ mấy chị nhá. Áo dài hải hải chú. Ngày mai là em đi đơn hết mấy chị ạ. Mấy chị ơi đơn bữa nay đi khó lắm mấy chị ơi. Mà nó lâu lắm mấy chị. Nó lâu nha mấy chị nha. Nên là hải không có giữ đơn của ai hết nha. Hải like có mấy ngày mới đơn lận mấy chị ơi. Bây giờ người ta like. Sang năm là em không có đi đơn như thế này nữa đâu mấy chị. Sang năm là em chỉ like một ca tối thôi nha mấy chị nha. Sau năm em chỉ like một ca tối thôi và em đi đơn ngày một nha mấy chịu nha. Không có like nhiều như vậy nữa đâu mấy chị nha, mấy chịu nha. Like nhiều như vậy tốn sức mà không có được gì hết trơn mấy chị ơi. Được cái khách bôn nhiều nữa mấy chị. Kiểu như là dồn đơn ấy xong rồi bôn quá trời bôn luôn mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nên là năm nay em ráng cho hết đó mấy chị ơi. Sang năm em chỉ like một mình ca tối thôi nha mấy chịu nha. Xong em đi đơn ngày một nha. Like ngày nào em đi đơn ngày đó nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Nguyên set 24 cho Hải luôn. Chị nào mà mới biết Hải mà chưa biết cái set này mấy chị lấy đi nha. Em bán quá trời đó. Rồi lên liền cho em mã nguyên set này luôn. Hôm nay em sẽ xả cho mấy chị 159 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã A mấy anh? 22 dùng cho em xả mấy chị 159 ngàn. Mấy chị lấy set này đi. Em bán rất là khủng luôn. Em về mỗi mã set này phải là 300 set nha. 300 set nha. Hiện tại thôi em chỉ còn được mỗi mã được 10 set thôi. Em xả luôn mấy chị 159 ngàn. Lên liền cho em mã đi. Ai 1 đăng ký cho Dung Nguyễn. Nha mấy chị nha. Chị nào mua cũng phải mua hai màu hết trơn á. Ai Dung Nguyễn Lê Cận Hưng. Lên liền cho em mà A22 dùng cho em 159 ngàn dùng. Ai cho Đoàn Lan Hương. Em nói bạn nào lấy sỉ mà không lấy mấy cái set này là về sai lầm đó mấy chị. Nha mấy chị nha. Hàng xử người ta lên bữa nay cái set này cũng 200 mấy ngàn. Đây là hàng to bao. Nguyễn Lê Cận Hưng có rồi à. Ai cho Thu Nguyễn. Hàng to bao mà em bán mấy chị 159 ngàn mà mấy chị tiếc 159 ngàn. Bữa mình đi mua hàng xử nó còn xấu hơn mấy chị. Ai cho Đoàn Trang. Như này đâu. Hàng này. Một con ghi lê này mấy chị nhìn chắc của nó này, hàng hai lớp cho mình nè. Hai lớp nha mấy chị. Ai cho Hương Phạm, Hương Phạm. Sao mà kèm cho mình một cây túi nè, đó nha mấy chị nha, túi của nó nét nè. Ai 22 lên cho em 159 ngàn đi ạ. Cái này nè. 12 set. Em có 12 set đâu mấy chị. Lên liền. Đó còn vài set gì đâu, lấy cái gì đi mấy chị. Dùng cho em 159 ngàn. Rất là đẹp luôn á. Ai chị Hùng là tê tê. Trời ơi, hãy nói là nó xinh lắm luôn ấy. Chị Lam Phương ơi, cọc thêm cho em 2 triệu. Ok, ai 159 cho Lam Phương. Ai 159 ngàn lên cho em mấy chị ơi, Lam Phương có rồi chị nhở. Rồi hôm nay em chơi sóc luôn nha mấy chị nha, sóc tặng ốc luôn. Trời ơi mấy chị ơi, khổ ghê luôn á. Chứ hồi lúc bán có 35 ngàn không ai chốt, tới lúc mặc á mấy chị lại hỏi nè.
Hết rồi nha. Ai ai cho Nguyễn Thư 159. Hồi bán 35 ngàn. Ai ai cho ơi. Thanh Thu Hòa 159. Lên 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 đi lên lại lên lên tới lên lui. Nhưng có bà mua cái quần 35 ngàn xong bị đâu mất tiêu mấy chị cũng xả tới xả lui mấy chị ơi. Xong giờ mặc mấy chị lại hỏi. Hả? Chị gặp thêm bao nhiêu nè? 4 triệu. Nhà 5 triệu thôi. Rồi con này hôm nay em sale banh nóc nhà luôn. Chị nào nhanh thì có nghe. Tặng hôm nay tặng cho mấy chị luôn với giá là 129 ngàn. Lên ngay và liền, lên liền cho em mã A23 129 ngàn. Thu vốn về nha mấy chị ơi nha. Có rồi thì thu Nguyễn nha. 129 ngàn cũng không có được vốn đâu nha mấy chị ơi nha. Bạn nào bữa nay order tao bao là biết nha mấy chị ơi nha. Hãy không nói dốc đâu. Mấy lần lên biết rồi gì Quỳnh order tao bao là mấy chị biết rồi. Trên web nó có giá tiền hết trơn rồi mấy chị. Nhập số lượng bao nhiêu để có hết trơn nha mấy chị ơi nha. Ra tiền là biết tiền hết nha mấy chị ơi nha. Hãy không bao giờ nói đâu. Tại vì là trên tao bao thì nó có sẵn giá trên đó rồi. Mình về mình tính tiền ra tiền vận chuyển tiền ngoài kia nữa mấy chị nha. Xong rồi cộng tiền vô đi, phải con này 250 ngàn hay không nha. Em bán mấy chị 129 ngàn, chơi lớn nha mấy chị nha. Xả 23 cho Yến Trần, 23 cho Dung Nguyễn, 23 dùng cho em. Với 23 cho Lan Phương 129 ngàn dùng cho em, dễ mấy chế ơi. 23, 129 lên cho em kìa. Dùng cho em, 23 dùng cho em 129 ngàn, 5 tết, nói chuyện hả? 23 lên cho em 129 ngàn cho Nguyệt Nguyên. Rồi con này em có hai con hai màu. Ai ba chứ Hương Phạm, Hương Phạm. Hai con hai màu nha mấy chị ơi nha. Tặng luôn. Bây giờ còn hai con. Yến Trần có rồi, Dung Nguyễn có rồi à. Ai ba chứ Đoàn Lan Hương. Cái này là 290 rồi. Rồi xả luôn cho mấy chị luôn. Anh Thu Hà này. Có rồi. Chị Thanh Thu Hà có 22 rồi. Rồi chị nào lấy nè. Thôi mời chứ thôi ra ra hết mà 23. Rồi cái này em có hai con. Em xả mấy chị 199 ngàn. Hai con nha, hàng 300 ngàn đó. Hàng 300 ngàn nha, hôm nay xả mấy chị 199 ngàn luôn. Có hai con duy nhất là mút đi nha, hàng tao bao nha mấy chị. Lên liền cho em mà 24, 199 ngàn dùng cho em. Hết 23 rồi mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mà 24 dùng cho em 199 ngàn dùng cho em. 199 nha cả nhà ơi, lên liền cho em mà 24, 199 có hai con cuối cùng thôi. Không ai lấy để mặc luôn mấy chị ơi, bán lỗ quá. 24 rồi chứ, 199 ngàn. Hai con duy nhất mấy chị hả? Rồi tiếp nha mấy chị. Hai con thôi. 24 lên cho em 199 ngàn cho Mai Hạ. Hàng siêu cấp đó mấy chế ơi. 24 cho Huỳnh Nhung. Trời lên liền cho em mà 25. 129 ngàn. Trời ơi. Lên liền cho em mà 25 129 ngàn. Lên lấy hai màu và mang mấy chế ơi. Thì màu xanh này vì chụp Noel đẹp vì. Thôi để một con mặc đi mấy chế. Em để một con nha. Thì em có được có mấy con này. Em lấy một con và bán rẻ lắm mấy chị ơi, rẻ quá tới không có mình lại. Mình đi mua hàng lại cao. 24 em hết rồi, lên mà 25 cho em. Lên cho em 25 129. 25 cho Huỳnh Trang. Lên liền cho em 25 129. Trời ơi nó đẹp. 25 cho Lam Phương. Lên liền cho em 25 129. Em 25 lên giúp em cho Thu Nguyên. Em để một cái mà. Thu Nguyên 490 á. Rẻ quá trời rẻ luôn mấy chị ơi, để một cái mặt ít bữa lại đi mua cao không có sao rồi. Thấy khách mặt đẹp quá. 25 lên giúp em 129 ngàn cho Trang em. Ai làm cho Dung Nguyễn? Ai lấy liền cho em mã dùng cho em. Hình trang có rồi à, ai làm cho Phương Trương? SML đẹp hay. Ai làm cho Nguyễn Thư? Nó là len đó chị. Hết ai làm mấy chị nhá. Trời ơi, hãy nói là cái con này mấy chị mặc là mấy chị ấm ru 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 luôn. Chị nào mà có con mà đi du học này kia ở nước ngoài này kia mấy chị mua con này đi. Con này người ta toàn xuất đi nước ngoài không á. Đây cái tay của nó nè. Tay này mấy chị. Tay là mấy chị à. Bỏ cái đai vô cho Hải nha. Tay này là bỏ đai nha mấy chị nha. Bỏ đai vô nè. Xong rồi có cái này nữa mấy chị. Có cái dây nữa nha. Dây đây nữa. Rồi em sẽ bán tặng cho mấy chị con này với giá là 250. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã 250 dùng cho em. Em hoặc luôn cái con này order phải là hàng 600 ngàn. 600 ngàn nha cả nhà ơi. Nó là kiểu như là giả manto ấy nha mấy chị nha. Nhưng của nó là hàng Bắc ca lông nè. Bắt ca lông nha mấy chị nha, mà cái lông của nó mướt mờ rồi. Em xả mấy chị con này 250, em duy nhất được có hai con thôi. Hai con nha cả nhà ơi. Chào rẫy thì chốt liền cho em mã 2 mấy ha. 16. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em với giá là 250 dùng cho em ha. Đẹp lắm mấy chị ơi, 250 nha. Nhiều lúc mấy bạn đi mua con áo phông đã là hàng 200 mấy, 300 mấy rồi. Cái này là nguyên một con áo xịn sò luôn. Lông của nó đã lắm, nó mướt mờ luôn mấy chị. Rất là mướt nha, nó có bo tay nè cho mình nè, với còn có đai luôn cho mình luôn ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi tiếp siêu phẩm nè mấy chị. 26 ơi. Ai giúp rửa cho tôi Trương. Ui tính ghê mấy đứa nè. Nè. Ai sao? Hết rồi.
26 còn hả? Còn 26 cho Nguyễn gái. Trời ché ơi, em còn 2 con ghi lê nè. Còn ghi lê rưỡi là bao nhiêu đâu? 250. Rồi ra liền cho em ạ, A27 dùng cho em đi mấy ché ơi. Với giá là 89.000, có 2 con cuối cùng thôi nè. Lúc nãy do là nhà em bị sốt lại mấy chị. Đây nè, con hữu còn cái gì tao báo lô ra cho chị nghe, đừng để quên thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A27, 89.000 thôi chú em, ghi lê trắng à. Chị Hoàng Lê có xem không? Lúc nãy à, chị chốt hai màu nè. Cho chị Hiệp, cho chị một cái màu trắng nữa. 27 Hoàng Lê 89. Còn con này nha mấy chị ơi nha. Trời ơi. 27 cho hướng dương xanh 89. Trời ơi, em phải lên cái con này trước nha, con này siêu cấp lắm. Con này siêu cấp lắm mấy chị. Con này bây giờ em tặng mấy chị 129.000 luôn mấy chị, cho em xin nút thả tim thả like đi, em nói thật luôn ấy. Em không có nhập được 129.000 đâu, nhưng mà bây giờ em phải thu hồi vốn về mấy chị ơi. Nha. Còn lên liền cho em mã dùng cho em A mấy anh? A28 dùng cho em, lộ màu xám. A28 dùng cho em với giá là 129.000 một con ghi lê, mà em nói con này nó đẹp lắm luôn ấy. Nó theo cổ cho mình nè. Xong mà tay của nó nè mấy chị, nó đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Nó khác hẳn với hàng sữa nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị. Lên liền cho em mã A28 129.000, bạn nào bán sốt lấy con này nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A28 dùng cho em, 129.000 dùng cho em, một con hàng siêu cấp. A28 màu xám như Dung siêu, Nguyễn. Siêu cấp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A28 dùng cho em. A28 cho Nguyễn Thư. 129.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A28 129 dùng cho em. A28 áo màu xám cho Lam Phương. Chị Hương Phạm, Hương Phạm ơi, cái này là len đó chị, mà nó len là len vùi nha. Trong A28 gì cá cơm. Đắp chung nam để mang vừa luôn. Cái len này nó vừa lắm mấy chị, mặc quanh năm được luôn á nha mấy chị nha, đẹp lắm. Lên liền cho em A28 dùng cho em đi mấy chị. Còn em lên con này nó siêu cấp hơn một chút xíu nha. Con này em sẽ theo cũng rẻ bề cho mình luôn. Con này em còn được chừng đây con đâu mấy chị. 28 lên cho em 129.000. Nguyễn Thư có rồi à. Trời ơi, nhức nát tiếc một con nào. Lam Phương có rồi, cá cơm có rồi nha. 28 129.000 cho Lâm Thị Vĩ. Rồi lên liền cho em ạ. 28 cho Lê Viên. Lên liền cho em ạ. A29 nha mấy chị nha. A29 dùm cho em. Em sẽ bán cho mấy chị con này 149.000 nha mấy chị nha. Và em xin phép để lại một con. Giờ lấy liền cho em ạ. 28129 nha mấy chị ơi. Em sale rất là rẻ luôn. Em tặng mấy chị con này 149.000 ha. Tại vì con này em nhập cao lắm. Con này em nhập tới 200 mấy ngàn lận nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em nè. Em tặng mấy chị 149.000. Em có 2 con. À quên, em có em có 2 con thôi mấy chị, em để làm một con nha. Tại vì em sale rẻ lắm, mất công ít bữa đỡ rồi đi mua được. 29 cho Đoàn Lan Hương. 29 lên cho em 149.000 cho Hương Phạm. Hương Phạm hết mà 29 rồi chị chắc đi mẹ thôi. Đây chị qua màu nào chị nè. Lên liền cho em mà A30 dùng cho em, 149.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà A30 149 dùng cho em. Chốt liền cho em mà A30 149.000. A30 này em có được 3 con nè. 3 con nha. Rồi lên liền cho em mà A30 dùng cho em. A30 với giá là 149.000. A30 cho Đoàn Lan Hương. A30 chắc chị Thiên Nguyễn. A30 lên cho em 149 cho Thu Huyền. Hết mà A30 luôn ạ. Rồi con này nha mấy chị, cái này còn được mấy con nữa. Rồi con này nha mấy chị nha, xin phép xả luôn. Xả tới bến nha mấy chị nha. Có nóc nhà luôn. Đây, xếp này hôm nay em sẽ xả cho cả nhà luôn với giá là... Ê, chứ nó rồi mấy chị ơi. Nguyên xếp luôn này. Nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con sơ mi nè. A30 em cũng hết luôn rồi. Em mua dùm ra chỗ mà xuống thì còn hơi tốt rồi cái mua này. Đúng rồi. Đúng. Mà sớm đúng không? 28 lúc nãy 129 cho Tâm. Mấy chị ơi, chị nào mua hàng với em không nghe máy, mấy chị cọc với em 200 vào tài khoản rồi em chốt mấy chị nhá. Rất cười em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đi dùng cho em mã này là mã. Không có gì không Nguyễn. A31. A31 nha, hôm nay xả cho mấy chị cái con này 179.000 nha. Lên liền cho em A31 179.000 bán lỗ luôn á. A31 179 cho Đoàn Lan Hương. Cái này gần 300.000 một set nha mấy chế. Bây giờ xả mấy chị là bao nhiêu? 179.000. Thì tính ra sau mà mình xả được ấy đi. Hết rồi chị Hoàng Lê ơi. Hết rồi chị Trái Cây Thiên Nguyễn ha. A31 lên cho em 179.000 ạ.
lên liền cho em mà A31 dùng cho em. Ờ có 179 nha chị Dung Nguyễn. Bị gà nút vô nha, xong rồi kèm cái túi cho mình nè. Ờ có gì Trần Thị Diễm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, A31 dùng cho em, 179.000, lấy mà mang nha mấy chịu nha. Cái này size gì mang cũng được hết đó mấy chị nè. Đó, xong rồi kèm cho mình cái túi nè, mặt hơi bị, xong rồi đổ cái nón caro nữa mấy chị ơi. Trời ơi là trời. Em nói là với cái nách nha mấy chịu nha, nón đội cái nón mà nón gì quên rồi. Nè mấy chị, lên liền cho em mã dùng cho em. Nguyên set nha mấy chịu nha. À, áo sơ mi ghi lê kèm cho mình một cái túi nữa, 179.000, rất là đẹp. À muốn với Trúc Thanh. Rồi tiếp nha mấy chị nha. Rồi lên liền. À 34 liền 179.000 đi ạ. Rồi 129.000, lên liền cho. À 34 cho Thu Nguyễn. À 32. Mấy chị ơi, tối thì mặc cái mấy chị cái Dung Nguyễn có rồi chị nha. Đúng ấy, thiệt. Mấy chị em tính ra mấy cái hàng. À 34 cho em 179 nghe đi ạ. À. Thu Nguyễn có rồi à, cho chị Nguyễn Thư, cho dòng là TT hết 34 luôn. Nè, lấy con này về mặc Noel nè mấy chị, màu xanh nè. Màu xanh đâu nhất thiết phải là màu đỏ mặc Noel đâu, màu xanh nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A32. Với giá là 129.000 nha, mình trình này. Theo cho mình ở đây cái cổ nó theo nha mấy chị nha, nhìn hàng lên lên kim cái mái mã kèm sơn tỏi lên cho em mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em tay nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A32 dùng cho em 129.000. Lên liền cho em mã A32 129.000. 28 lên màu xám cho Đoàn. Đoàn Khánh Đặng. Rồi lên liền cho em mã A32 dùng cho em. A32 lên cho em 129.000 ạ. Trời ơi để vô cái cái sơ mi em có. Là cái này á. A31 hết rồi mấy chị ơi. Là cái này hai chị. A32 129 cho Lam Phương. Rồi lên liền cho em mã A32. A32 cho Đoàn Khánh Đặng. Lên liền cho em mã A32 dùng cho em. A32 nha mấy chị nha. A32 lên cho em 129.000 đi ạ. Là cái này hả chị Thu. A32 cho Lê Kim. Này kia bắn cái này cho chị Thu Nguyên nè. Đó dùng cho chị lé. Rồi em lên tiếp một con siêu phẩm nha mấy chị. Siêu phẩm nha. Siêu phẩm. A32 cho Lê Kim mấy chị ạ. Có cái gì Thu Nguyên hãy để cho chị đó. Rồi lên liền. A32 cho Ngọc Châu. 149 luôn. A32 cho Thu Huyền. Rồi lên liền cho em mã A30 3 dùng cho em. Đẹp quá trời mấy chị ơi. A32 129 cho Dung Nguyễn. Em xả mấy chị cái set này 159.000 nha. A32 Thu Huyền có rồi ạ. Set này hàng cao cấp luôn á, đẹp lắm. Mấy cái set này mấy chị mặc sao gì cũng được hết nha. Yên tâm hàng ta bao mà em vì mấy cái form này mình mặc đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm. Những chị nào mà kiểu như là khó mặc đồ mấy chị mua mấy cái set này về mang nè. Nguyên set luôn nha. Một con ghi lê nè. Xong rồi kèm cho mình cái này là một con đầm xô nha. Một con đầm xô nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã này là mã A33 dùng cho em. Với giá là 159.000. Lên liền cho em mã A33 cho Nguyệt Trần 129. Rồi lên liền cho em mã A33 dùng cho em 159.000. Hàng ta bao là mấy chị. Trời ơi em nói là nó quá trời rẻ luôn á. Mà nó đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng của nó nè. Của nó lúc nãy là tan sườn á mấy chị. Tan sườn nha mấy chị nha. Của nó là tan vải luôn. Vào lấy thì chốt liền cho em mã A33 dùng cho em 159.000 mấy chị nhìn hàng nha. Hàng dép dép Studio nó giống mấy cái hàng mà mấy con mà áo gì quên rồi, áo khoác lúc tối em like cho mấy chị á, rất là xịn luôn. Tặng mấy chị 159.000. Lên liền cho em mã dùng cho em ha. A33 dùng cho em 159. Vào lấy cho chị mấy con áo khoác sao. Sáng mà 33 lên cho em 159.000 đi ạ. Lên liền cho em mã đi cả nhà ơi. A30 3 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A34 này. Trời ơi nhức nách nha mấy chị nha. Áo này em tặng mấy chị 119.000. Này, đó, đúng đúng rồi. Đây nè, cái con áo mà đi mua 400-500 ngàn đó mấy chị. Còn cái hàng của mình thì không bao giờ có nha. Đây, nút nè. Nó cái này người ta làm sẵn cho mình nè, em mới thấy đó. Có cả màu này là màu vàng vàng nhạt nhạt á, chứ không phải là màu vàng đậm nha mấy chị nha. Em có xanh và em có vàng, em bán mấy chị 119.000, em cam tới mấy chị rẻ hơn 300.000 ngồi luôn. Rẻ hơn 300.000 một con áo khoác này luôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em màu vàng. A34 với Đoàn Lan Hương hai con. Rồi lên liền cho em mã A34 kèm màu đi. Kèm màu lên giúp em đó mấy chị ơi. Kèm màu lại giúp em Đoàn Lan Hương á. Không còn ba con rồi.
không, cuốn trước mình chỉ có về một cục màu xanh nữa mà. Trước hộp một chút rồi lên liền cho em mã dùng cho em xịn lắm em. Thiệt ý, Hải không nói điêu với chị đâu, hàng 300-400 ngàn ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em à, mà cái màu của nó đẹp thì nó không phải là cái màu vàng mà vàng đậm đâu, mấy chị mua cái màu này mang nè. Mua màu này nè mấy chị, màu này đẹp lắm, ở ngoài nó đẹp, ôi là đẹp luôn. Lên liền cho em màu vàng dùng cho em ha. Lấy cái màu này mang nha mấy chị nha, màu này đẹp lắm. Nó không phải là màu vàng đậm đâu mà nó nhạt, nó kiểu nó đẹp lắm. Này, mấy chị nhìn cái khóa kéo này, nét không? Lên liền cho em mã dùng cho em. A34 hai màu cho bạn nha. Xanh và vàng dùng cho em ha. Lên liền cho em A34 kèm màu vàng xanh. Trời con này bây giờ trả bao nhiêu hàng? Rồi đáng hương hai màu ha. A34 là giúp em ạ. Vàng cho Tú Minh. A34 kèm màu lên cho em vàng cho Nguyễn Hùng Tiên. Con này bây giờ em trả cho mấy chị nha, trả rẻ. Trả rẻ cho mấy chị mua mặt. A34 vàng cho Nabi. Trả rẻ cho mấy chị mua mặt nha, hàng cao cấp, hàng cao bao nè. Xanh cho Nguyễn thì đẹp lắm luôn. Bây giờ em xả luôn mấy chị con này 199 thôi. 199.000 luôn. Em xả 199 nha, em xả lỗ luôn á. Em tặng mấy chị 199.000. Tú Minh có vàng rồi. Con này là hàng to bao. Vàng cho Giang Trần Hà. Con này là hàng to bao của nhà Hải nha, không phải là hàng lên đâu. Nếu mà hàng lên của mình thì em tạm bán cho mình tầm khoảng 100 à, em sale cũng bèo bèo tầm khoảng 90.000 thôi, chỉ 9.000 thôi mấy chị. Còn đây là hàng cao cấp á. Hàng cao cấp nha, SML. Xanh cho Jun Jun. Em xả nhanh cho mấy chị con này luôn với giá là 199.000. Cái này không có đen chứ ơi. Không có đen nha. Em xả mấy chị con này một. Vàng cho Ánh Nguyễn. Màu trắng dùng cho em, nó phối cho mình hàng xịn lắm. Các chị nhìn nè. Nhìn dùng cho em ha. Đường kia mũi chỉ nè, hàng hai lớp nè. Em xả mấy chị con này 199.000. Mấy chị hơi mua đi. Đẹp lắm luôn ấy. Trời ơi, rất là rẻ luôn. Áo 199 cho Nguyễn Nhung. 99.000 lấy mà mặc đi mấy chị ơi. Thật sự luôn, mua một con hàng xưởng đã trên giá 300-400 ngàn. Đây là hàng tao bao nha mấy chị nha. Còn tiền đây hả nhỉ? Còn lên liền cho em mãi dùng cho em 199.000. Lên ngay và liền dùng cho em ha. Áo 199 cho Nguyễn Nhung 969. Lên liền cho em mãi. Áo 199 cho Phương Thảo Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em tiếp nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã áo xám dùng cho em, 89.000 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã cái này là mấy em? Rồi cho chị xám xám luôn, chị xám với xám em, có xám lúc đó. Rồi lên liền cho em mã áo 199 cho Lam Phương. Rồi cái này lên liền cho em mã xám đi mấy chị, xám đi mấy chị, lên xám cũng được. Áo 199 cho Châu Tú Linh. Rồi lên liền cho em mã xám nha, 89.000 luôn, hôm nay em xả banh lắm. Áo 199 cho Nguyễn Thị Hiền Sương. Xong cái line này là em khó nha mấy chị nha, em không có để tới tại vì em máy rẻ lắm. Xong em khóa line này nha. Áo 199 mấy em còn một con, giờ lấy cái liền giúp em ạ. Áo trắng 199 mấy em còn một con, mấy chị ạ, Phương Thảo Nguyễn có rồi ạ. Ôi 89.000 lên giúp em mấy chị ạ. Đây nha, em để một con em mặc luôn. Bây giờ em xả cái con này rẻ lắm luôn á, nên là em để một con. Chị Lan Huỳnh có đang xem không? Chị lấy này bữa trước chị hỏi Hải còn hay không nè. 89.000 cho Thiên Chi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Nâu. Em xả mấy chị con này 129.000. Em cũng lấy một con em mặc luôn. Lên liền cho em mã xám 89.000. Áo 199 cho Tú Minh. Thì cái đó còn có hai con mới nổi nhở. Cái này nè, còn có hai con. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em 129.000. Em để một con mặc nha. Giờ này áo xám 89 lên mà, áo xám 89 cho em mấy chị ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã nâu dùng cho em. Nâu nha cả nhà ơi. Với giá là 129.000. 129.000 cái này SML đều mang ok, nó là len á. Nhưng mà của nó là len vừa nha mấy chị nào trong nam á, mặc cũng ok luôn, không hề nóng đâu mấy chị. Cái vải của nó này, cái sơ mi của nó là áo xô nha mấy chị nha. Nâu 129 cho Nguyễn Thùy. Ở đây là theo cho mình nè, cổ nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nâu 129.000. Thôi em lấy một con. Em bán rẻ quá mấy chị ơi. Nâu 129 lên cho em đi ạ, cho liền Mỹ Đỗ. Bữa khỏi phải đi mua mấy chị ơi, mua rất là cao luôn á. Giờ đi ra đi mua toàn là mấy trăm ngàn một cái, 400-500 ngàn một cái. Áo nâu 129 lên cho em đi mấy chị ạ, nâu cho đoàn Lan Hương. Rồi cái này nâu cho Nguyễn Song Quỳnh. Em đang tính gọi chị Nắng Hoa vô chốt đi em tiêu kìa, tha chốt. Hết rồi mấy chị ơi, còn được chừng đó hết rồi đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em khoác xám dùng cho em 119. Nâu cho Nắng Hoa. Rồi lên liền nâu cho Lâm Thị Vĩ. Khoác xám dùng cho em 119.000 dùng cho em. Nâu Nắng Hoa có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã khoác xám 119 có hai con cho hai chị nha. Hai con cho hai chị. Nâu cho Tú Minh. Trời ơi, phải nói là cái vải của nó đỉnh lắm. Nè.
siêu đỉnh luôn. Nâu em còn một con cuối cùng giờ lấy chú liền cho em luôn à. Mà nó đã lắm nha. Này mặt mặt và không bao giờ bị xù lông luôn á. Sám có hai con thôi mấy chị. Sám 119 cho đoàn Lan Hương. Sám dùm cho em. Sám 119 cho em ạ, đoàn Lan Hương hai con á. Đoàn Lan Hương ơi, đơn này chọn nhiều thì cộng lại với em chị nhá. 119 hả? 119. Đoàn Lan Hương ơi, đơn này chọn nhiều thì cộng lại với em mấy chị nhá. Rồi cái này em xả nhanh cho mấy chị 199.000 luôn. Cái này em có sáng hết rồi. Cái này em có hai màu, caro đen và caro nâu. Em xả mấy chị 199.000 luôn. Không rẻ. Kiểu giống như là bao giá toàn quốc luôn ấy. Bạn nào order mà số lượng về 1.000, 2.000 con. Sáng hết rồi mấy chị ạ. Nhưng mấy chị yêu nha. Về số lượng 1.000, 2.000 con cũng có giá này nha. Em xả mấy chị con này 199.000. Caro nâu và caro đen dùng cho em. Đây là caro đen nha. Minh Nguyễn nào chị. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em. Và đây là caro nâu dùng cho em. Ok, để em lên có con caro đó. Con caro đó đẹp lắm chị. Không bây giờ đâu chị, hôm trước thì mua chị giống hàng em rồi chị xả rồi. Nên em có chốt lại chứ mới chặn thôi chị ạ. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em mấy chị nè. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em. Về lại là bên em đã không chốt rồi. Giờ bây giờ chị muốn chốt lại thì phải cầm rồi em mới chốt chị hả. Rồi lên liền cho em, mã caro nâu và caro đen dùng cho em. Kèm cho mình cái túi nè. 199.000 dùng cho em. Chốt liền cho em, mã kèm màu nha mấy chị nha. Caro đen và caro nâu, hàng đẹp lắm luôn. Hàng cao bao này mấy chị, hai lớp cho mình nè. Đẹp lắm. 199.000 đi mua hàng si cũng có giá này luôn á chứ. Nha, không có hàng si. Có rồi chị Kim Thoa. Rồi đây, chị hãy lên cái mã này. Hàng đẹp lắm. Caro đen và caro nâu lên với em 199.000 rồi. Dùng cho em mã caro đen và caro nâu. Đen và nâu dùng cho em nha. 199.000 dùng cho Hải. Đây, con này Hải bán xem mấy chị 139.000. Lên liền cho em mà áo 139 dùng cho em. Lên liền cho em mà áo 139.000. Hàng đẹp lắm mấy chị, không phải là hàng vớ vẩn đâu nha. Cái này là hàng mới về luôn ấy. Em cũng sale cho mấy chị luôn với giá là 139.000. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 139.000. Y hàng hot girl bán cho mình hàng 250 á. Em thấy như là 250, order 250 nha mấy chị nha. Với giá là 139.000. Lên liền cho em mã 139. Mấy bạn order 250 đó, hãy nói thật sự luôn á. Em bán mấy chị 139.000. Áo 139 lên cho em ạ. 139.000 dùng cho em. Lên liền cho em. Áo 139 cho Ngọc Mai. Ủa quần nhung còn tìm đây sáng không hả? Trời ơi quần nhung hết luôn rồi mấy chị ơi. Nè, chị nào chưa múc kịp thì múc đi nha. Quần nhung 89.000. Lên liền cho em mã quần nhung 89.000 dùng cho em. Duy nhất được có mấy con nữa hết rồi đó. Nè. Ồ còn chưa kịp để lại cho mình mang nữa. Chị nào chốt đi còn dư thì em để lại một cái. Áo 139 cho Jackie Thiên Nguyễn hai con. Cái này bữa mang cái quần tắc này sao mà mang về bối cũng đẹp lắm mấy chị. Mấy cái quần nhung như thế này nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo 139 cho Ngọc Mai có rồi à. Jackie Thiên Nguyễn có rồi cho Nguyễn Bơ. Rồi lên liền cho em cái mã này quần nhung dùng cho em. Áo 139 cho Trục Bích Kê. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã quần nhung 89.000. Quần nhung nha 89.000. Hãy sale rẻ hết luôn đó cả nhà. Bữa nay chị nào mà lấy của Hải về bán bạn cũng có lãi luôn, chưa chắc mình đi nhập được giá này luôn á. Nha cả nhà ơi, chưa chắc nhập được giá này luôn. Quần nhung với em 89.000 nữa giờ, nhung cho chết đi đi Nguyễn. Còn hôm nay em sẵn chị con này luôn nè. Sẵn chị con này 149.000, chờ lấy chốt liền cho em mã xanh 149 mua con này về mặt Noel đó chị. Xanh 149.000 bán rưỡi nha. Nhung 89.000 cho Dung rồi. Cái con này về mặt Noel nè, xanh. Quần nhung cho Nguyễn Đăng. Xanh 149.000, chốt liền cho em. Xanh 149.000, chốt liền cho em mã xanh 149 dùng cho em. Quần nhung cho tôi rồi. Mã dùng cho em xanh 149. Rồi lên liền cho em mã xanh dùng cho em 149.000 dùng cho em. Xanh 149 hồi nãy giờ em lo hàng to bao quá mấy chị, mặc SML đều mang vừa hết đó chị. Mấy con như thế này nè, SML đều mang vừa hết nha. Rồi lên liền cho em mã xanh dùng cho em. Quần nhung em hết rồi. Mua con này về mặt Noel mấy chị ơi. 149.000. Xanh 149 cho Hoàng Lê. Rồi con này còn dùng đây hả nhỉ? 3-4 con hả? Quần nhung hết rồi mấy chị ơi, xanh cho Lâm Thị Vĩ. Rồi con này em xả nốt cho mấy chị 199.000 luôn. Lên liền cho em mã xả 199. Còn được 4 con mấy chị, con này gần 300 ấy. Đây, xả luôn mấy chị 199.000, hàng to bao luôn nha. Xải nè, hàng to bao nè, tát nè, hàng 2 tát nè. Xanh 149 lên cho em mới chạy cho chị Đoan Khánh Đặng. Cái này của Hải đang cầm với chị mặc SML mang được cho Hải nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Xanh Dương Nghĩa, Nguyễn Duy Nghĩa, Nguyễn ơi, ngày mai ghé lấy hàng luôn giúp em chị nhá. Rồi lên liền. Em có giữ lâu rồi để mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã áo 199.000, em còn được 3 con. 4 con cuối cùng á em xả mấy chị luôn, con này 300 hết nha mấy chị nha.
Lên liền kem mã dùng kem chị nào mặt hàng cao cấp ấy, mua 400-500 ngàn mấy chị lấy con này mang nè, xịn lắm. Ờ, 199 ngàn đi. 199 ngàn chị lấy ghi em mã xả 199 dùng kem. Xả 199 nha, em có 4 con thôi mấy chị, mốt đi, hàng đẹp lắm á. Dạ ok chị Nguyễn Nguyễn nha. Rồi lên liền kem mã 109 ngàn áo hoodie dùng kem. Rồi lên liền kem mã áo hoodie 109. Cái con này à, cái gì Huynh rồi? Bạn nào lấy đi, nó giống cái, nó là về chung với lại cái lô áo khoác lúc nãy á nha mấy chị nha. Về cho về chung lô áo khoác luôn, cái vải của nó y như vậy. Xả luôn cho những cái Giang Trần Hà, xả cho Lâm Thị Vĩ. Em này mấy chị. Chị Giang Trần Hà ơi, đơn hàng mình nhiều nữa chị chọn thêm đi cọc với em ha, cho một tài khoản đi rồi chốt thêm chị nhá. Rồi cái mai này đi đâu em chờ cho mình chị ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã xanh dùng cho em ha, hoodie xanh với giá là 109 ngàn, có 2 con duy nhất thôi. Con này đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, 2 con. Lên liền cho em mã hoodie xanh dùng cho em với giá là 109 ngàn. Chốt liền cho em mã hoodie xanh 109. Hoodie xanh nha cả nhà ơi. Hoodie xanh 109 thôi chứ em bây giờ. 109 ngàn dùng cho hả? Chốt liền cho em. Xanh cho Phương Hoàng, xanh cho Hoàng Lê. Nè, em có 2 con áo phao này nha. Hết mà hoodie xanh rồi. Bây giờ em tặng luôn cho mấy chị luôn cái con này luôn ha. Với giá là sao con này bao nhiêu nè? Xanh hết rồi mấy chị ơi. Xả mấy chị con áo lông này với giá là 1250. Không. Em xả mấy chị con là 200 230 ngàn đi. 230 ngàn nha, một con áo phao. Phao nha mấy chị nha, mà hàng siêu cấp luôn ấy. Hàng siêu cấp nha mấy chị nha. Nè. Của nó là hàng siêu đẹp luôn, SML mang vừa luôn ha. Nó có cổ lông cho mình nè. Cổ nha mấy chị nha. Xong rồi kèm tai nè, tai nha mấy chị nha. Tai là về mấy chị bo vô đây dùng cho em luôn. Đây, gài vô nha mấy chị nha. Xả mấy chị con này 239 ngàn. 239 ngàn phao vàng dùng cho em có 2 con thôi. Con này là hàng Quảng Châu cao cấp mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu cao cấp nha, em có 2 con duy nhất này. Ở đây của nó mình mặc tới đâu mình rút dây vô nha mấy chị nha. Mặc tới đâu là rút dây vô tới đó dùng cho Hải với tặng mấy chị luôn với giá là 239 ngàn. Rồi lấy chốt liền cho em mã 239 dùng cho em có 2 con duy nhất thôi nè. 2 con siêu cấp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã áo khâu vàng dùng cho em 239 ngàn, hàng cao cấp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em 239 dùng cho Hải 239. Giờ lấy liền cho em mã áo khâu vàng 239 cho Hoàng Lê 239 ngàn nha cả nhà. Áo vàng 239 cho Lâm Thị Vĩ. Rồi lên liền cho em màu đen dùng cho em tặng mấy chị 89 ngàn nè. Chốt liền mã đen 89 ngàn. Hết rồi Phương Hoàng à. Mã đen dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đen 89 ngàn. Đen nha cả nhà ơi, 89 ngàn. Hôm bữa là em like cho mình màu tím, màu hồng nha. Bữa nay em lên màu đen nè. Thường thường màu đen mình nhìn nó không có rõ mấy chị, nhưng mà nó rất là đẹp, ở ngoài nó sẽ đẹp hơn nha mấy chị nha. Màu đen lên hình lên like thì nó không có được sáng á mấy chị, không thấy mẫu rõ á. Rồi lên liền cho em mã lên đen dùng cho em với giá là 89 ngàn dùng cho em. Chúc em mã lên đen 89 ngàn. Lên đen nha cả nhà ơi, 89 ngàn dùng cho hả. Rồi lấy lên đen đi, lên đen 89 ngàn. Vàng 239 mấy em hết rồi, lên mã lên đen 89 ngàn cho em. Rồi em có 2 con sơ mi, 2 con sơ mi nha cả nhà ơi, với giá là 79 ngàn. Có 2 con duy nhất không? 2 con duy nhất nha. Chờ lấy chốt đi dùng cho em mã dùng cho em sơ mi dùng cho em với giá là 79 ngàn. Em cho chị con áo khoác màu hồng với lại màu gì ở ngoài hồi tối chị la 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hoodie, quên lộn, sơ mi. Sơ mi nha, 79 ngàn. Em có 2 con nè, 2 con cuối cùng luôn á, hết sạch kho rồi đó nha. Hết sơ mi rồi, chị nào múc sơ mi đi, quá giờ rẻ. Sơ mi 79 nhiệm phúc. Rồi con này em có gì nhất một mã sơ mi 149 ngàn. Lên liền cho em mã đen 149 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đen 149 ngàn dùng cho Hải này. Duy nhất một con cuối cùng luôn ấy. Những cái hàng này em hết rồi đó mấy chị ơi, nãy giờ em sale là đa số là hết. Sơ mi cho Trần Bim. Hết mẫu nha, tại vì khách cũng chị nào có đơn cố gắng chọn đủ hơn 100 ngàn để ngày mai lên video với chị nhá. Bữa nay mấy chị rất là sành hàng luôn á nha mấy chị ơi nha. Con này order phải là trên 3XX nha. Này lên liền cho em mã đen dùng cho em. Đen nha, xả mấy chị 149 ngàn. Đen dùng cho em 149 ngàn. Có con cuối cùng á, hết rồi mấy chị ơi. Đen cho chị Hồng nè tê. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp đi, xả mấy chị 199 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này với giá là set nha, 159 ngàn, set 2 muỗng luôn, một con ghi lê nè, xong rồi sẽ kèm cho mình một cái gì quên rồi, một con váy nữa, đó bán tặng cho mấy chị 159 ngàn.
lên liền cho em mã 159 dùng cho em, 159.000 dùng cho hả? Thầy luôn hết cả nhà lấy xếp 159 lên giúp em đi mấy chị ạ. Em có hoặc luôn chị nào có con nghe, mấy chị nên mua con này cho Hải, và mua xong là nhớ tới Hải luôn ha, mặt 3-4 năm không hư là nhớ tới Hải nha mấy chị nha. Hãy bán cho mấy chị con này với giá là 119.000, em cam kết mấy chị luôn, mấy chị phải mua con này trên 3XX nha. 6159 cho Lam Phương. Rồi lên ngay và liền dùng cho em. Mấy chị mang, mình mang cũng được, con mình mang cũng được nha mấy chị nha. Màu hồng này cho con mang ok, con gái mang được nè. Với giá là 119.000. Lên liền cho em mà áo 119 dùng cho em. Em nói là nó siêu siêu xịn luôn á nha mấy chị nha. 119.000 dùng cho em. Vải của nó là vải kaki nha mấy chị nha. 119.000 bằng một con áo phông thôi, nhưng mà mặc mấy năm không hư nha mấy chị nha. Mấy năm không hư luôn. Rồi chèo lấy thì chốt là dùng cho em mà áo dùng cho em. 119.000 dùng cho Hải nha. Chất rất là xịn luôn á mấy chị. Xịn lắm nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Khoảng 119 cho Nguyễn rồi. Lên liền cho em mà áo dùng cho em 119.000. Giờ lên cho em mã áo 119 á. Trời ơi nó quá là rẻ luôn á mấy chị ơi. 119.000. Lên liền cho em mà áo dùng cho em 119 nha mấy chị yêu ơi. Áo 119 cho Nga Bi. 119.000 mấy chị mua đi. Rẻ ơi là rẻ luôn á. Khoảng 119 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã khoác 119 dùng cho em. Lên liền cho em mã khoác nha mấy chị yêu nha. 119.000. Khoác 119 lên giúp em mấy chị ơi. Lên liền cho em mã khoác lương cho Lâm Thị Vĩ. Rồi con này em còn hai con cuối 129.000 nè mấy chị. 129.000 ha. Em nói mấy chị cứ nghĩ đi. Trời ơi mình đi mua một con áo thường thường thôi là 130-140 rồi. Đây là một con áo khoác kaki thôi 119.000. Không bao giờ có luôn. Nó mới chịu nha. Chỉ có năm nay em ôm được sale rẻ thì em bán. Giờ này áo khoác 119 lên mã khoác 119 như em chưa? Rồi lên liền cho em mã 129 dùng cho em có hai con nè. Hai con em chốt cho hai chị nha. Lên liền cho em mã áo dùng cho em. Áo 129 như em vâng. Hai con cuối nè mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cho lấy liền cho em mã áo 129 như em mấy chị ạ. Lên liền cho em mã áo dùng cho em 129.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà áo 129 có được có còn một con cuối. Áo 129 cho chị luôn bỏ thầy. Rồi lên liền cho em mã hoodie 89 à bao nhiêu? 89.000 hả mấy chị? Quá trời rẻ chưa? Hoodie nón này giống hoodie Hải đang mang nè. Về mang quần ngố cũng được nè. Nó mới chịu nha. Khóa 119 lúc nãy chơi sửa sửa. Về mặt mấy chị nè. Đó. Lên liền cho em mã hoodie dùng cho em. 89.000 có hai con thôi. Hoodie gấu này cũng có hai con. Lên liền cho em mã hoodie gấu 89.000 dùng cho em. Chốt ngay và liền dùng cho em hoodie gấu 89.000. Hoodie gấu nha cả nhà ơi, 89.000 dùng cho hả? Chốt liền cho em hoodie gấu 89.000. Lên liền cho em hoodie gấu 89.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã chó dùng cho em 89.000 nè, đẹp không? Nghĩ sao mình bán con này 89.000 được, quá trời là. Mấy chị cứ nghĩ đi, con này được trước em like là hàng trăm mấy hạt. Thôi đi đâu 89.000 hai cháu với lụa Nguyễn. 140-160 có nha mấy chị nha. Lúc đầu về là hàng cao 160 mấy chị nha. Thôi đi đâu có thể ạ. Nha mấy chị nha, hôm nay ôm được xe rồi bán mấy chị 89.000. Áo chó 89.000 cái này nam mang được luôn mà có hồng hai con thôi. Thế nào bút đi, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Áo chó chứ Hoài Uni. Chó thì đang trang. Lên này em có một con size M 125.000. Lên liền cho em mã rin size M 125. Thôi mẫu chó luôn ạ. Rồi lên liền cho em mã rin size M 125 có coi giảng cho mình. Rin size M dùng cho em 125.000 dùng cho em. Một rin size M lấy cho em 125.000. Rồi lên liền cho em mã rin size M 125 dùng cho em. À áo khóa trên Shopee là 2XX luôn đó chị. Rồi lên liền cho em mã một rin size M 125 lên giúp em mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị ơi nhìn như vậy thôi nha. Bán trên Shopee không có lãi nhiều đâu. Nó rất là nhiều chi phí nha. Chi phí ở trên sàn thôi là rất là nhiều tiền. Cho Nguyễn Đăng. Thật sự luôn, bạn nào bán, giống như Hải mà bán lên đó là Hải bán lỗ luôn ấy. Tại vì là lúc có nhiều bạn mới bán á, không có biết được cái phần trăm ở trên cái sàn mà Shopee á. Nếu mà mình bán rẻ xong rồi rút tiền về là bị lỗ luôn đó mấy chị. Rút tiền về là bị lỗ nha mấy chịu nha. Tầm cỡ Hải lên trên đó là chắc là ngày nào chắc là bán lỗ luôn đó mấy chị. Nha mấy chịu nha. Bán lãi mà lãi tầm khoảng đơn 10.000 là không có lãi đâu mấy chị ơi. Rất là nhiều tiền chi phí luôn á. Không phải là lên Shopee bán là muốn bán là bán đâu mấy chị, rất là nhiều tiền luôn. Lúc mình rút tiền về là nó trừ chi phí phần trăm rất là nhiều luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em cái mã này là đầm nhung size M đi, em tặng với chị con này 79.000. Lên liền cho em mã đầm nhung size M 79.000 hàng NGN dùng cho em. Có được có 3 con thôi. 3 con nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã đầm nhung size M dùng cho em. Đầm nhung size M nha mấy chị nha. Đầm nhung size M dùng cho em với giá là 79.000 dùng cho hả?
lên liền cho em mã đùm nhung size M 79 ngàn. Nhung size M nha mấy chị yêu nha, với giá là 79 ngàn, dùng cho em có 3 con thôi, 3 con đầm nhung. Đầm nhung cho Lam nha. Phương giờ lấy liền cho em mã đầm nhung 79 ngàn. Lên liền cho em mã đầm nhung size M, hàng NGN dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em nè, với giá là 99 ngàn. Lên liền cho em mã đầm trắng 99 ngàn dùng cho em. Ê, con này mặc đúng đẹp luôn đó mấy chị. Trời ơi, có 3 con duy nhất à, 99 ngàn. Về mấy chị bán đi, hoặc là mấy chị mang tới cũng rất là xinh luôn. Con này mặc bẹp vai cũng được nha. Giờ lấy đầm nhung rồi, mã đầm nhung như em. Lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em nè. Siêu phẩm đó mấy chị. Đầm nhung cho em trên. Siêu phẩm luôn ấy. Lên liền cho em mã đầm trắng dùng cho em ha. Body trắng 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã body trắng 99 ngàn. Body trắng 99 ngàn lấy cho em. Body trắng dùng cho em ha, 99 ngàn dùng cho ai. Nói trên có rồi chị nhớ. Lên liền cho em mã body trắng dùng cho em 99 ngàn. Đây nè. Trời ơi. Đây mấy chị ơi, đầm nhung 79 ngàn cho thu 4. Rồi ghi ngay vào liền dùng cho em. Áo khoác dùng cho em 119 ngàn. Chị Hồng mua màu này cũng được nè, chị Hồng nè. Cái màu xanh đen nè, cái màu này sạch nè. Đó. Đâm trắng 99 ngàn cho chị Dung à. Rồi cái này lên liền cho em mã khoác dùng cho em 119 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã khoác xanh dùng cho em 119 ngàn. Mấy chị mua con này đi, em đảm bảo luôn, mặc hoài luôn nha mấy chị nha. Giặt mấy giặt không bao giờ bị xù lông, không bao giờ bị xước gì đâu. Mấy chị nhìn cái vải của nó nè. Ồ, cái vải của nó là cái vải mà vải ô mấy chị, rất là khoác xịn luôn nha. Rồi lên liền cho em mã khoác dùng cho em. Cái này nam mang được luôn ấy, nam mang được luôn á, cả nhà phun của nó đã lắm. Cái này là thường thường mấy bạn hay order hàng tao bao. Trời ơi, mã khoác 119 nha. Order hàng tao bao đó mấy chị, nó giống với con màu vàng, màu xám hay là màu gì quên rồi hả? Vàng xám với xanh lúc nãy á. Còn đây là màu xanh đen nha mấy chị nha, xanh đen này nam mang được. Nam mang được con xanh nha. Bi. Mua về cho con mang cũng được mấy chị. Con trai con gái con gì mang cũng được hết nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mua về cho chồng mang cũng được. Con xanh cho Lâm thì vậy. Coi chiều lấy thì chốt liền cho em. Mua về cho chồng mang cũng được, trai gái gì mang cũng được hết trơn hết cả nhà. Lên liền cho em mã phát xanh dùng cho em. Phát xanh lấy em 119 là Na Bi có rồi, Lâm thì vậy có rồi. Phát xanh cho Nguyễn Thùy. Rồi em xả mấy chị cái set 3 món này 99 ngàn luôn nè. Phát xanh em còn 2 con cuối cùng, chờ lại chú liền với em luôn à. Bán lỗ cái con này luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã set 3 món dùng cho em. Quần của Hải đang cầm là quần ống suông nè. Chị Na Hiên Ren lấy cái set này mang này chị đẹp nè. Cái này là kèm cho mình một con áo khoác. Cái set này là giống của bạn Lily Nguyễn đó mấy chị. Lily Nguyễn đó. Rồi lên liền cho em mã set 3 món dùng cho em. Tặng mấy chị cái set này 99 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã set 3 món 99 ngàn. Một con quần ống suông nè, kèm cho mình một con áo này, xong rồi kèm cho mình một con áo khoác nữa. SML đều mang vừa cho Hải luôn. Tặng mấy chị cái set này 99 ngàn. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã set 99 ngàn. Set 3 món là nghe. Ok chị cho xuống lên. Rồi lên liền cho em mã set 3 món dùng cho em, với giá là 99 ngàn dùng cho Hải. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã set 3 món 99 ngàn. Rồi cái này Hải có cho mình một cái set tan tốt nè. Dạ chị ơi, chị cầm đi rồi em chốt chị ơi. Giờ em đang like nên chị gọi em nghe máy tiệm đó chị ơi. Đây, em đang bận. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi. Minh Nguyễn vậy đó. Rồi lên liền cho em mã. Có 119 cho Ngọc Duyên ô. Rồi lên liền cho em mã. Cái mã này là mã xét ra xét tan tốt nè, hàng LNG nè. Cái xét này em like 140 hồi lúc hè mấy chị mà em bị bôn về đây nè. Bây giờ em tặng cho cả nhà xét này 89 ngàn luôn. Nó màu xanh đẹp đẹp. Xanh này. Sơ mẫu 99 đúng không? Xanh nãy hả? Cái áo hoodie á. Lên liền cho em mã xét dùng cho em nè. Xét này em xét xanh đi với chị cho khỏi nhà. Sơ mẫu 99 ngàn cho Na Bi. Xét xanh bao nhiêu? Cái mã này toàn là gì? Xét xanh bao nhiêu? Xét xanh 89 ngàn. Xét xanh chị Na Bi. Rồi đây mấy chị ơi, 89 ngàn nè. Cái hoodie này em nói là nó siêu VIP luôn ấy. Hoodie xét xanh 1 set à? Ừ, cái hoodie này nó VIP lắm luôn ấy mà em bán 89 ngàn ấy. Thì cái này em mua được sale. Hồi túi hết rồi mà. Ờ, cái này hết chưa? Cho ăn còn con à? Ok. Còn con. Rồi lên liền cho em mở hoodie 89 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mở hoodie 89 ngàn. Có con nè mấy chị. Đồ 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 để bên đây mà anh để tạch đáy gì đó vậy. Sao gọi bên đây. Đây, cho chị con. Cho chị cái con hoodie xám chủ. Cái con hoodie mà. Đó, con hoodie xám đó. Xám cái gì vậy. Đó. Này mấy chị, 119 ngàn. Đó,
ấy đi nghe, em lấy một xé để mặc cái đây này. Em thích cái gì mà có áo khoác mấy chị, tại vì em cũng không có hay mặc dây á, nhưng mà em thích mặc dây, nhưng mà em phải mặc khoác mấy chị ơi. Thôi em lấy những bộ mỏng lên Phương Anh. Rồi lên liền cho em mã đầm body dùng cho em nè, đầm body kèm cho mình cái áo khoác này. Tặng mấy chị set này 119.000 nè. Đây mấy chị, mấy chị nhìn hàng dùng cho em hàng lộ 1 nè. Mấy chị nhìn cái chất thun nha, chứ không phải là hàng mà kiểu giống như là cái vải mà vải thun mỏng đâu. Ai mấy chị, nguyên set luôn nha mấy chị nha. Đầm làm body dùng cho em 119.000 dùng cho em có 2 set thôi nè. Đó body lên giúp em 119.000 thôi, đi hết rồi mấy chị ạ. Cái này chị Tương quay đơn rồi là đi rồi chị. Cái này em có một xé. Ai chị Dung? Chị Dung nãy chị Dung lấy áo. Có đây một bộ như Nguyễn. Chị Dung lấy manh. Có đây một bộ như Cẩm Tú. Hết mà có đây rồi. Chị Dung lấy manh tô không? Manh tô dáng ngắn không? Em đang sale nè, em nãy em sale có 250 một cái á. Chị Dung lấy hôm lai lại cho nè. Và cái này em còn một xét cuối cùng nè mấy chị. À bao nhiêu rồi nè? 179.000. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Đó là cái xét đó phần 7. Rồi lên liền cho em 179.000. Em còn đúng được một xét duy nhất này mấy chị. Kèm cho mình cái túi này. Chị nào múc luôn cho Hải đi. Còn xét duy nhất á 179.000 nha. Đây mấy chị ơi. Bé 179.000 mũ mầm lên Phương Anh. 179.000 á còn con nè. Nè cái này em còn được hai mèo này nè. Chị nào lúc nãy vô xa mà không có chốt thì mình lên lại cho Hải thì với giá là hàng 250. 250 một con manto nha, hàng manto xịn nha, nó không với lại hàng của mình ha. Nha mấy chị nha, 250 này. Em có màu đen và em có màu nâu. Chị lấy đen ghi đen, chị lấy nâu ghi nâu dùng cho em ha. Đen và nâu dùng cho em, manto dáng vừa dùng cho Hải. Mấy chị mặc size S, size M, size L đều mang vừa hết á. Em có đen và em có nâu nè. Đó. Cái này về mấy chị gài vô dùng cho Hải nha. Và gài vô dùng cho em nè. Ở đây em có đai của nó là đai tai với lại đai va. Đai cọc cho mình luôn. Đây. Em có màu đen và em có màu nâu với giá là 250. Chị nào lấy đi, tại vì cái này em xả lỗ lắm luôn á. Cái này em nhập vô tới hàng gần 300 mấy rồi mấy chị. Nha mấy chị nha. Em xả mấy chị 250 luôn. Chị nào lấy thì chốt liền cho em. 250 kèm nào dùng cho em ha. Đen và nâu dùng cho em. Hàng xịn lắm mấy chị ơi. Nè. Đó, siêu VIP luôn nha. Đó, đây tay này kia mình luôn. Cái này nó full size á chị. Cái con này size nó nhỏ hơn con đợt trước luôn á, nhỏ hơn cái hàng mà size kia luôn, tại vì mấy chị nè. Con tao nâu em rửa cho Thanh Vân. Con vừa nha, màu nâu với lại màu đen dùng cho em. Đen và nâu dùng cho em ha. Đẹp lắm. Trời ơi, hàng tan sườn này cả nhà. Tan sườn nha mấy chị nha, hàng siêu siêu xịn luôn á. Manto kèm đen và nâu dùng cho em. Đen và nâu. Nâu cho chị Hồng RTT. 250 dùng cho em, hàng nó xịn lắm, nó nặng tay mà cái vải của nó đã lắm mấy chị. Nha. Ôi đúng xịn luôn ấy, có túi cho mình luôn nè, nhưng mà cái này là chưa cắt túi ha, vì mấy chị cắt nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bánh to kèm màu đen, màu đen và nâu dùng cho em, dáng vừa, không phải là dáng dài nha, tại vì là dáng dài cũng tùy theo form nữa mấy chị. Dáng dài là có nhiều chị, ví dụ như mình nhỏ con, có đen cho nó vị. Hay là kiểu giống như là một mét sáu hay là 1m55 rồi mình mặc mang tô với dài mới được ha. Còn đây là dáng ngắn ai mang cũng được hết. Rồi lên liền cho em mã, con này em xả lên cho mấy chị bảy bao nhiêu hàng, con này bao nhiêu hàng? Như là 69.000 đúng không? Rồi lên liền cho em mã 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã hoodie 69.000, hoodie tay thỏ dùng cho em 69.000 hàng cao bao. Hoodie tay thỏ nha, cái này được trước em về hàng cao bao đó mấy chị. Nó có cả cái con khủng long mà nó kéo lại luôn này mấy chị. Đây nè, bữa nay em về được cái con tay thỏ nè. Em tặng mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã hoodie xám tay thỏ 69.000 dùng cho em. Tay thỏ nha cả nhà ơi, 69.000. Chốt liền cho em mã tay thỏ 69.000 dùng cho em. 250 á chị Nguyệt Nguyên. 250 lấy đi. Trời ơi em nói là nó rẻ hơn cả hàng si nữa nha. Hàng si mua về rất nách nè. Rồi gì tùm lum mấy chị ơi. Mà cũng đã là 300-400.000 mà dành thấy mẹ luôn mấy chị. Giờ hàng mới 250.000. Hô đi 69.000 cho Trần Bim. Rồi lên liền cho em mã hô đi 69.000 dùng cho em. Cái dùng cho em mã hô đi dùng cho em ha. 69.000. Hồi đi lên giúp em 69.000 ạ. Hồi đi tay thở cho Thu Nguyên. Tới sáng nhớ đồ Nguyễn. 69.000 dùng cho Hải. Em còn hai con cuối cùng giờ đến lượt giúp em ở tay thở 69.000 ạ. Trong biên hết rồi, cho Nai lên 69.000. Còn một con cuối cùng giờ đến chúng mình luôn mấy chị ơi. Tay thở mấy em còn một con cuối cùng ha. Rồi lên liền cho em mã áo hớp của bạn Giang Yo Yo nè. À, gì quên rồi.
mấy bạn hot girl bán quá trời bán luôn, 250 nè mấy chị. Em bán cho mình 105.000, 109.000. Chào lấy thì chốt liền cho em mặc áo 109 dùng cho em. Lên liền cho em mặc áo dùng cho em 109.000 dùng cho Hải nha. Chốt liền cho em mặc áo 109. Con này mấy chị mặc size S, size M, size L đều được hết nha. Nó co giãn cho mình nè. Của nó thật ra nó là dáng ôm nha cả nhà, để mình mặc với lại quần jean dáng bôi á, quần jean dáng bôi rất là đẹp luôn, giống như vô mặc á mấy chị. Xịn ơi là xịn luôn. Vào lấy thì chốt liền cho em mặc áo 109.000 dùng cho em. Lấy liền cho em mặc áo 109 nha. Cái này mình làm khoái cũng được nha mấy chị. Làm khoái cũng được nha mấy chị nha, hoặc là mặc kiểu đi sáng sau chính giờ xung quanh mặc áo xong rồi mặc với lại quần mà quần quần bôi á mấy chị, quần jean bôi á rất là đẹp luôn. 109 Hồng Nguyễn ơi, mã kèm số điện thoại lên cho em chị hả? Rồi lên liền cho em mặc áo 109, con áo này hot lắm mấy chị. Nào cái lấy em kèm số điện thoại lên cho em hết đi ạ. Em thấy bạn toàn order 2XX không mà. 2XX đó. Lên liền cho em mã đi mấy chị. Quá trời là rẻ luôn. Ở đây 109 cho nào bôi. 109.000. Em cho chị con ghi lê xanh lông cừu màu phía sau. Áo 109 cho sửa sửa. Rồi lên liền cho em mã hoodie đen 89.000 giống Hải mang nè. Nhưng mà cái này con trai mang được luôn. Con trai mang được. Áo 109 cho Phượng Nguyễn 583 ghé lấy. Chị nào ghé lấy thì chiều mai ghé lấy hết giúp em mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo đen 89.000. Ở đây mà áo 109 cho Thu Nguyên. Này cái này mua cho nam mang mấy chị nè. Hoặc là chị nào có con gái con trai cũng được hết. Các hoodie này dễ mang. Cái màu đen chữ đỏ này dễ mang nè. Nó là cái hình chữ á nên là trai gái đều mang. Có 109 em còn vài con chờ lấy cho mình giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã hoodie đen dùng cho em 89.000 dùng cho em. Nè em có một con ghi lê lông cừu nè, em bán đi ăn cho cả nhà luôn. Nè bên trong hoodie đen nó... lên giúp em 89.000 mấy chị ạ. Bên trong của nó là lốt kiểu giống như là chị Mai Thùy là áo đen nào, hoodie là áo đen 109 ạ. Thêm áo đen 109 là bi. Nè mấy chị. Con này mình mặc váy xong mình kèm vô như thế này nè. Nha, của nó là lông cừu, bên trong của nó là lốt da lộn nè. Bên trong là lốt da lộn cho mình luôn. Ở đây nè mấy chị, chắc của nó đẹp. Mai thì lấy áo đen 89 hay là 109 gì rồi? Con này em bán tặng cho cả nhà 59.000. 59.000. Lên liền cho em mã 59.000. Hoodie đen 89 cho Nguyễn Song Quỳnh. Rồi lên liền cho em mã ghi lê 59.000. Con này về nha mấy chị. Nãy chị nào mua mấy con váy mà kèm ghi lê của Hải về, mấy chị có thể mặc cái đó xong chén rồi mình phố qua cái này nè mấy chị. Xong mình kèm beo vô nha mấy chị được nha. Mặc rất là đẹp luôn. Huy đen 89 cho cá cơm. Thích thì mặc mấy con áo len ở bên trong cũng được, hoặc là mặc sơ mi hay là cổ lò gì cũng được hết nha. Xong mấy chị mang với lại quần jean ôm ấy, quần jean ôm đen á mấy chị. Mang về bố rất là đẹp luôn. Ghi lê em tặng mấy chị 59.000. Ghi lê trên này anh Ren. Rồi lên liền cho em mã ghi lê 59.000 dùng cho em. Ghi lê nha mấy chị được nha. 59.000 dùng cho ai? Chốt liền cho em mã ghi lê 59.000. Ghi lê nha cả nhà ơi, 59.000. Cái này cái Hải đăng hồi chắc là vài hôm nữa mà Hải mới cắt ra mấy chị. Vài hôm là Hải mới cắt. Ok chị Mai Thùy nha. Rồi 119.000, lên liền cho em mã vàng 119 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã khoác 119.000, vải da kỳ mấy chị. Ghi lê 59 cho Nguyễn Song Quỳnh. Ghi lê cho Đỗ Thị Quý. Em nói là nó quá là xịn luôn mấy chị. 119.000 nè. Cái này em để dành em bán từ từ mấy chị. Mùa hè mình mua áo khoác, mấy con áo khoác cao kỳ này hiếm lắm luôn ấy, không có. Mấy chị thấy không, mùa hè là em ít khi lấy áo khoác lắm. Tại vì em không có nhập được, nhưng mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, khoác vàng dùng cho em 119.000. Lên liền cho em mã khoác 119.000 dùng cho em, đẹp lắm mấy chị ơi. 119 dùng cho em nha. Cái chị nói một lên liền cho em mã khoác vàng 119.000 dùng cho em. Khoác vàng 119 cho chị Nguyễn Thùy 350. Em có một con áo len Noel. Khoác chị Hoàng Lê lấy không chị? Khoác vàng còn đó. Xịn không? Để coi mấy chị ơi. Vàng Thanh Nhi Du, vàng Âm Thị Vĩ. Ôi, quá vàng cho Nương Lương, vàng Nguyễn Thùy 350 có rồi ạ, vàng cho Phúc Nô Bi 149.000. Vàng cho An Nhiên. Rồi lên liền cho em mã khoác 149.000. Vàng cho Nguyễn Hồng Tiên. Mua con này mấy chị ơi, 149.000 này bán rẻ luôn ấy. Lên liền cho em 149.000 dùng cho em. 149 nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã 149 dùng cho em, 149.000. Trời ơi, nó đẹp nè. Đẹp quá mấy chị ơi, nhìn cái tay nè. Nhìn cái tay nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 149.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 149.000. Mua con này về mặt Noel mấy chị. Vàng cho Nguyệt Trần. Khoác Noel nha, 149.000. Vậy mới mặc mấy chị nhìn cái tay này.
Vâng, bảo em hết lên là em thích mấy cái tai như thế này đó mấy chị, nha mấy chị ơi nha. Mấy cái tai mà bồng bồng mấy mặt lên rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em 149.000 một con áo khoác cardigan. Quá trời là hồi luôn mấy chị. Rồi em lên bộ nha, bộ siêu phẩm này. Bộ siêu phẩm dùng cho em tặng mấy chị cái set này. Hôm nay bán chị ăn 139.000 luôn. 139.000 nha. Rất liền cho em mã 139. Rồi lên liền cho em mã 139 dùng cho em. Cái này 60kg đổ lại men ok phải luôn. 60kg đổ lại men ok nha. Rồi lấy được chốt cho dùng cho em. Lên Noel lên đỡ 149 lên giùm em. Có lên cho Mai Diễm. Bán lên hay xuất lên không phải ơi. Hết rồi chị ơi, con cứ còn em mình còn xuất lên không nhỉ? Xuất lên thì như ra số em like hết sạch rồi mấy chị. Không biết còn hay không á, để em coi thử nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. À đúng rồi, váy len nhỏ con mấy cái bộ ngực kia còn mấy con váy len mà ngay cái kệ đó con. Váy len mà cục lẻ lẻ á, kệ vô đây chị sale 59.000 luôn đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bộ đen mà bây giờ lâm thì vĩ. Lên liền cho em mã bộ đen dùng cho em 139.000 dùng cho em. Rẻ đều, đẹp luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm, 139.000 nhìn cái quần nè. Nhìn cái quần nha. Nè, chạy viền cho mình nè. Chạy viền nha, chủ hàng L1 luôn. 139.000. Lên liền cho em mã 139. Lên liền cho em mã 139 dùm cho em. 139.000. 139.000 nha cả nhà ơi. Bộ 139 lên giúp em đi ạ. Bộ 139 thì dùng gì? Rồi cái này em còn có con cuối cùng này. Chị nào múc luôn cho Hải luôn nè. 250 luôn. Lên liền cho em mã áo 250. Bên trong nút lông nha. Em thấy mấy cái này người ta toàn xuất đi nước ngoài mấy chị. Xuất đi Nhật á. Design Korea nha mấy chị yêu nha. Toàn xuất đi nước ngoài không á nha mấy chị yêu nha. Cái này qua nước ngoài người ta bán 4-5 triệu là chuyện bình thường luôn á. 250 nha mấy chị yêu nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã 250 dùng cho em nè. Lót lông này mấy chị nè. Cổ của nó là cổ lông nha. Bên trong là lốt cho mình luôn. Em bán xả cho mấy chị con này 250. Em có duy nhất một con luôn. Size này mấy chị nào mặc size M, SM đổ lại nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Một trăm à quên lộn 250 em có được có một con duy nhất một con nha mấy chịu nha. Giờ lấy thì mốt luôn cho Hải luôn đó. Áo 250 lên giúp em à, chơi lâm thì vậy. Lên liền cho em mà áo 250 nha, có một con cuối cùng mới hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi mà hàng của nó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em 109.000. Trời ơi em bán con này xong mà rẻ quá giờ rẻ luôn á mấy chị ơi. Thằng LNG nè mấy chị, kèm cho mình tan nè. Em bán mấy chị 109.000 em nói thật luôn á. Cái con này nó còn cao cấp hơn cả mấy cái hàng mà thường thường mà hàng xưởng lên á. Thì hàng LNG này các bạn đi mua cao đó, nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy dùng cho em. Sợ mấy chị con này 109.000. Có duy nhất được có mấy con thôi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em 109.000 nè. Váy 109 cho Lam Phương. Trời ơi quá là xịn luôn á. Tặng mấy chị 109.000 đó. Váy 109 cho Phúc Nô Bi. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em 109.000. Hàng LNG nè. Hàng LNG. Giờ lấy liền cho em mã váy 109 cho em ạ. Bao bán sốt luôn á. Bao bán sốt nha mấy chị nha. Cái gì anh? Em bỏ vô luôn rồi mà. Em làm luôn rồi. Váy 109 lên cho em mấy chị ạ. Cái này là cái gì đấy? Váy 109 cho Thị Loan Bùi. Váy 109 cho Mai Diễm. Giờ lấy váy 109 lên mà váy 109 cho em đó chị ạ. 109 nhà em còn vài con thôi ạ. Rồi con này em có size M nè mấy chị. Em còn 3 con cuối cùng ạ. Ở đâu đi. Em tặng mấy chị con này 99.000 nha. Vừa bán vừa tặng mà có 5 con thôi. 5 con thôi, 2 lớp luôn size M. Con này em nói làm mấy chị đi mua 250-300.000 đó. Nha, 250-300.000 đấy. Đây. Rồi chị nào lấy thì chốt liền cho em 99.000 dùm cho em, dán dài luôn, đẹp lắm. Đẹp nha, ok luôn đó mấy chị. Lên liền cho em mã 99.000 dùm cho em. Hãy có được có 4 con nè. Hãy được 4 con nha, chị nào lấy thì chốt liền cho em mã 99.000, 4 con duy nhất. Khoát 99.000 lên cho em đó mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 99.000 dùm cho em. Rồi cái này em có set len nè, em tặng cho chị 59.000. Set len 59.000 dùm cho em. Đây. Khoát 99 cho Dung Suri. Kèm cho mình chân vá về. Khoát 99 cho Chatsky Thiên Nguyễn 2 con.
vé. Thôi chứ mình như đổi dung. Em nói là con này em bán xe với chị 59.000 là em bán tặng nha mấy chị nha. Và em cũng không có nhập được giá này đâu. Thôi nha. Mà vé mấy chị không thích mặc cái áo này bỏ, mặc cái chân váy này không cũng được nha mấy chị yêu nha. Cái chân váy này em thề luôn mấy chị đi mua cũng trên giá 100.000 rồi nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã xích lên tặng mấy chị 59.000. Lên liền cho em mã xích lên dùm cho em 59.000 dùm cho em. Xích lên dùm cho em nha, 59.000 dùm cho hả? Xích lên cho em 59.000 dùm cho em. Lên 59.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em có một con váy len body này, cổ lọ này. Em tặng mấy chị con này 69.000. Xích lên 59.000 cho Hà My có rồi à, cho Hồ Cẩm Tú. Rồi lên liền cho em. Lên dùm cho em mã váy len cổ lọ dùm cho em tặng mấy chị con này. Xích lên 59.000 cho em mình. Em tặng mấy chị con này 69.000 ha. Xích lên 59.000 cho Ngọc Loan. Nè, đẹp không mấy chị? Hết mà xích lên 59.000. Cái màu này mấy chị mặc hết là ok luôn á, đẹp lắm luôn á. Nè, mặc cho em cũng đẹp, nó mấy cái màu nổi nổi nè. Rồi lên liền cho em mã váy len cổ lọ dùm cho em. Len cổ lọ nha, tặng mấy chị con này 69.000. Đẹp lắm, body cam 69.000. 69.000 ba giá rồi. Body cam mấy chị em 69.000 à. 69.000 cho hả? Body cam cho Nguyễn. Lên liền cho em mã body cam. Body cam cho chị Thu Nguyên 558. Rồi cái này lên liền cho em mã vàng dùm cho em nè. Body cam cho Như Nguyễn 11 hết nữa cam ạ. Rồi lên liền cho em mã body vàng 69.000 kèm đai cho mình nè. Rồi lên liền cho em mã body vàng dùm cho em. Body vàng nha, lên thì mình mặc ra nó mới ra dáng. Sẽ lên 59 hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã body vàng 69.000 dùm cho em. Body vàng dùng cho em 69.000 còn xếp váy đen, tiền áo Villetaro còn xếp váy đen, body, váy đen body. Đen body. Váy đen body kèm với áo Villetaro mà. Váy đen body. Ủa Hải đâu có cái mẫu đó đâu ta? Phải không? Body cam hết rồi mấy chị ơi, nó mã vàng với em à, váy đen vàng ạ. À. Lấy liền cho em mã vàng dùng cho em. Lấy liền vàng đi mấy chị ơi, vàng đẹp mà. Đẹp xuất sắc luôn. Có mấy chị chào Nguyễn không? Ê, đẹp thế. Trời, 69.000 lên liền cho em mã caro, caro nâu nghe. Ê, đẹp chưa? Đẹp quá mấy chị ơi, em bán 69.000 nè. Có được có 2 con thôi nghe. 2 con thôi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi liền cho em cái mã này, lên liền cho em cái mã này là mã caro nâu dùm cho em 69.000 nè. Caro nâu 69.000 em coi. Caro nâu cho Hồ Cẩm Tú. Đây đúng rồi. Caro nâu cho Lam Phương. Rồi lên liền cho em mà caro đỏ. Hết rồi caro nâu ạ. À. Đẹp quá mấy chị ơi. 69.000 nè. Rồi cái này mang mấy chị về phố đồ đi tiệc cũng đẹp lắm luôn ấy. Đẹp lắm. Caro nâu hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mà caro đỏ dùng cho em. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Lên của nó là chắc lên hai da nha. Ôm rất là xịn luôn. Lên liền cho em mã caro đỏ dùng cho em. Màu đỏ mà đỏ đô ấy, rất là trắng da nha, không phải là đỏ tươi nha mấy bà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em caro đỏ dùng cho em. Đỏ cho Ngọc Châu. Lên liền cho em mã caro đỏ. Coi vẫy vẫy không nghe nhỏ. Phải là... Lên liền cho em mã caro đỏ lên cho em cho Linh Ly. Rồi lên liền cho em mã hồng dùm cho em 69.000 này. Tôi đỡ cho Khương Tiên Phương. Rồi lên liền cho em mã hồng 69.000 có con đi nhé. Hồng 69.000. Tôi đỡ cho Hằng Khương. Rồi lên liền cho em mã hồng 69.000. Tôi rô đỡ cho Nga Mông. Chị ơi, em còn cái này nữa mấy chị ơi, mình chưa có like. Tôi rô đỡ lên cho em 69.000 cho Lê Thảo. Cái này em còn size M. Em còn size L. Cái này em không sale mấy chị ơi, em bán vẫn giá là 315.000 nha, tại vì quá là nhiều khách hỏi cái con này luôn á. Em bán với chị 315.000 hàng cao cấp nha mấy chị ơi. Lên liền cho em mã hồng cho Nga Mông. Rồi lên liền cho em mã 315 dùng cho em còn trình đây con cuối cùng luôn hết rồi đó mấy chị. Hết rồi nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 315 dùng cho em. 315.000 con này mấy chị 55kg đổ lạnh em ok dùng cho em ha. Kèm đai cho mình luôn nè. Kèm đai nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 315 dùng cho em. Hàng siêu cấp luôn á. Siêu cấp nha mấy chị yêu nha. 315.000 anh cảm ơn mình cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Thôi rồi chị Hà Lê Hà ơi. 315 nha mấy chị yêu nha. Chốt liền cho em mã 315 dùng cho em. Cái này đây không tính like mở phía sau like cho mấy chị á. Có mấy con không? 315 hàng cao cấp.
hàng tao bao mấy chị nhìn cái đai này của nó sẽ nặng hơn và nó sẽ sáng hơn ha, nó là màu sáng hơn. Còn của mình, của mấy bạn mà hot girl lên á là cái đai của nó sẽ là một cái màu đồng đồng đó mấy chị, và cái của nó nhỏ hơn nha mấy chị nha. Có mấy cái túi hồi đó thì tôi cho chị Lai tặng. Rồi lên liền cho em mã 99.000 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã áo khoác 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã khoác dùng cho em 99.000 dùng cho Hải nè. Khoác bông cười nha, 99.000 Hải có được có 3 con thôi. Hải xem nhanh cho mấy chị luôn. Với giá là 99.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Khi dùng cho em cái mã này là mã khoác dùng cho em ha, 99.000. Khoác bông cười dùng cho em 99.000. Áo dài Hải chưa có like đâu mấy chị. Hãy về rồi nhưng mà Hải chưa có cắt like đâu. Áo dài chắc Hải like lúc mà Hải gần nghỉ lại sẽ like á mấy chị. Có lông cù luôn chú em, 99.000 mấy chị ơi. Rồi em xíu nha, em sẽ đem mấy cái túi của em tặng cho khách luôn đi. Nó có một cái hai cái đó em tặng luôn nha. Em tặng mấy chục ngàn luôn, 40-50 ngàn gì đó em tặng hết thôi mấy chị. Tặng hết. Rồi em có cái set nè mấy chị. Xả nhanh cho mấy chị 159.000. Không ai lấy là em nghỉ mặt nha. Em bán rẻ lắm luôn á. Này 159.000 chị nào lấy đi. Chắc lên liền cho em mã set 159 đi. Có set cuối cùng ấy, lấy đi mấy chị, nó rẻ mà, lấy đi có một con. Sao mà lại như Dung Nguyễn? Như vậy đi cái từ ha, từ áo dài từ từ mà áo dài bữa nay lạnh gì mặc đâu đúng không? Khoác lông cừu chú 9.000 cho Đinh Lệ. Có 99 cho Xuân Minh Trần. Còn em có hai cái túi HM. Cái set này còn không nhỉ? Cái xô này còn không em? Hàng trên đó là còn cái gì? Khoác chân Nabella. Rồi cái này em có hai cái túi nè mấy chị. À lên cái gì, cái áo dạ. Áo dạ này 100 mấy ngàn hồi tối nó còn không? Chị trước Tết mà, chị like trước Tết mà em. Rồi lên liền cho em mã túi dùng cho em đi. Cái này em bán khi ăn cho cả nhà luôn nha. Rồi lên liền cho em mã túi đi, em tặng mấy chị con túi này luôn mấy chị. Anh có cái này gỡ ra sao anh? Hay làm như kiểu như vậy thôi. Cái kéo này nó không có khóa rồi mấy chị. Túi đi mấy chị ơi, em tặng mấy chị 69.000 cái túi này luôn. Túi lần nữa. Ủa, không lẽ cầm chơi thôi hả? Chị ơi, cái túi này chắc cầm chơi thôi đó. Không, cái này về nè mấy chị ơi. Đây, 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 đây em chị khách nha. Em biết rồi, em biết cái này là ý là về người ta lấy cái vít đó, người ta dặn cái này ra thôi là xong, người ta xài được không cần phải khóa thôi. Lên liền cho em mã túi 69.000 về mấy chị, lấy cái vít đó mình dặn cái này ra này mấy chị cho mấy chị yêu nha, xong mình rỉ cái khóa ra này. À không được nè, bình thường mà rỉ ra được mà. Dẻo hơn chứ. Em mắc cười quá đi mấy chị. Đây. Rị tôi số 9 cho Dung Nguyễn, tôi số 9 cho Lam Phương. Ủa, hai lúa thì có mấy chết. Đó, về rị ra nha mấy chịu nha, mắc cười quá. Số 9 nè. Dư quá à, dư quá à. Rồi, không phải, á, mở ngay khóa á. Đúng rồi chị Trăng Trăng, hai lúa. Rồi em tặng mấy chị 69.000 màu à. Màu kem, lên liền cho em mã kem 69.000, vui quá. Vui thật. Cái này em có mấy màu luôn ấy. Em có trắng nè, xong rồi em có kem nè. Em có gì đây nè. Đây, màu kem nè. Kem 69.000 đi. Rồi để kem trước đi, kem nha. Nè, đó, nó y như vậy nha. Đó, 69.000. Bên trong là có dây này kia cho mình luôn. Bán tặng với chị luôn 69.000 vì mang cho vui nha. Bây giờ gì em cũng tặng hết trơn á. Tặng hết. Á đù, cái túi này còn nè.
Rồi lo liền cho em mã túi mini nè mấy chị. Em còn mấy hơn con cây thôi. Kem cho Dung Nguyễn 69. Rồi đẹp quá nhở. Kem cho Mai Thùy 69. Rồi lo liền cho em mã túi mini dùng cho em nè mấy chị. Túi mini này tặng cho mấy chị 59.000 cho vui nè. Lo liền cho em mã túi mini dùng cho em ha. Nó mà bị dơ về mình lau dùng cho em ha. Chị nào có mấy cái đồ mà lau dài á mấy chị, ông hãy không có la giày dép với chị ơi, hãy lười quá à. Năm nay cao, hàng cao lắm nha. Cái này mà nó bị dơ về mình lau dùng cho Hải ha, tại vì Hải xeo lỗ ấy nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em chứ mấy đi 59.000 cho Dung Suri. Rồi lên liền cho em mã siêu phẩm đi mấy chị, tặng mấy chị con này luôn ha, tặng mấy chị con này 69.000 luôn. Chứ mấy mã siêu phẩm nhớ nha mấy chị nha. Hãy bán siêu rồi mấy chị, nên là gì nó có kiểu như là bị dơ hay là này siêu xí mấy chị xử lý dùng cho Hải nghe. Nè 69.000 nốt luôn. Chứ mấy chị mua 69.000 mấy chị bắt bẻ Hải là làm sao, Hải không có bán đâu nha mấy chị. Mà khó tính quá. Rồi lên liền cho em mã siêu phẩm 69.000 dùng cho em. Hải mua cũng 300.000 rồi. Siêu phẩm dùng cho em 69.000. Làm đi Dung Nguyễn. Này cái này có một con Chanel. Làm cho Nabi. Một con Chanel nha. Có mấy mẫu thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái này lên liền cho em mã túi Chanel. Cái này lên liền em mã trắng đi tặng mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã trắng 69.000 dùng cho em. Hải không có nhập được cái giá này đâu cả nhà ơi, mà bán tặng cho mấy chị á, tặng cho vui á, vui là chính á. Cái này một con áo này nè, thì con áo này đúng xịn luôn á bé. Nó có trong cái tiệm đó đúng không? Ở trong cái hàng tiệm luôn mà em bán 100 mấy luôn rồi bé. 119.000 rồi, hay là 129. Trắng 69.000 cho chị ạ. 119.000 nè. Chưa Dung Nguyễn. Chưa bao giờ có giá rẻ như thế này luôn, em nói thật. Mà nó là nguyên ở trong cái hàng tẹp nha. Nó là hàng 100% hàng Quảng Châu luôn, không phải là hàng của mình lên, nhưng mà Hải ôm được sale nguyên ở trong tẹp luôn mấy chị nha, mấy chị nha. Nó y như hàng len vậy đó, nó đóng nguyên tẹp cho Hải luôn. Mà bán cho mấy chị có giá 119.000 mà nó rất là xịn nha mấy chị nha. Xịn lắm luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã khoác dùng cho em với giá là 119.000 duy nhất. Mấy con còn mấy con? Còn có 4-5 con thôi mấy chị ơi. Em còn 4-5 con nha. Chị lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo dùng cho em 119.000. Hết mớ gì chốt mở thì em số tỏ lên cho em mấy chị. Áo 119 đúng không? Em nói thật mấy chị luôn, nó rất là xịn luôn á. Hải còn bất ngờ nó luôn á. Nhưng mấy chịu nha. Quá là đẹp mà biết chị Hải lấy nhiều quá. Xong rồi Hải lấy có mấy con thôi mấy chị. Hãy lấy được có vài con thôi, hãy còn được 4 con không mấy chị nghe. Đây nè mấy chị, hàng nó về nguyên tẹp như thế này nè. Đó, hàng tẹp như thế này nha. Hãy mà còn bất ngờ nữa luôn á. Anh có mini mà anh chốt có một người chứ nha. Mini còn không có. Áo 119 lên cho em mới chờ cho Mỹ Huệ. Rồi lên liền cho em mã đen dùng cho em nè. Áo 119 Hải Đông Mê. Xin không? 69.000 luôn. Áo 119 cho Trung Trần. Em bỏ đi. Hết tôi áo 119 ạ. Mấy chị ơi, nãy em còn hai con túi mini nè, hai con túi mini màu vàng nè. Túi đen dùng cho em đi mấy chị. Đen 69.000 nè. Nãy em còn hai con túi mini nè, chị nào lấy túi mini không? Hai con 59.000. Túi mini lúc nãy 59.000 cho Dung Nguyễn. Túi mini cho Đỗ Dung. Cái này là nó có một cái thôi mấy chị ơi. Đen 69 cho chị Nabi. Chị thích mới chút mã kèm chút hợp em mới mua chú chị được cái gì nữa. Trời ơi đẹp quá à, 69.000 cái dùng cho em mã số 1. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Ghi liền cho em mã số 1 đi cả nhà ơi, 69.000 em bán tặng đó, chứ không có giá này nghe. Bán cho vui á, chị nào ôm về, chị nào bán livestream như Hải á, có 69.000 mua về tặng cho khách đầu like cũng được nha. Hoặc là chị nào mở shop này kia mấy chị ơi, bán chi ăn cho khách này kia nè. Nhà Hải nhập vô trên 100.000 rồi. Số 1 cho Lam Phương. Trời ơi, cái túi này nó đẹp.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị này. Rồi lên liền cho em mã này là mã số. Nè, cái túi da của nó để xong mà nó bị ẩm lắm mấy chị, nó móc 69.000 về lao dùng cho Hải nha. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em, 69.000 mà nó nặng chịch rồi. Mã số 2 dùng cho Hải nè. Chốt liền cho em mã số 2, 69.000. Số 2 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã số 2, 69.000. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em, 69.000 luôn mấy chị. Mã số 3 dùng cho em có cái túi này bên trong nữa nè. Có dây đeo bên trong luôn, 69.000. Có hai dây đeo nha, mã số 3. Số 2 dây Dung Nguyễn, 69.000. Lên liền cho em mã số 3. Số 3 là cho em 69.000 ạ, cho Nghĩa Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 4, 69.000. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em, 69.000. Mã số 4 nha, lên liền cho em mã số 4 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 4, 69.000, mã 4 dùng cho Hải. Lên liền cho em mã số 4. Trời, con túi này siêu phẩm luôn á, mà nghĩ sao mình bị sót lại cái con này trời. Rồi lên liền cho em mã số 5, 69.000. Trời ơi, xinh lắm nha. Chút cũng đẹp nữa. Số 4 cho anh Nguyễn. Chỗ nào em đem túi của em ra em bóp mấy chị ơi, bóp cái túi lên á. Mà không có đeo gì trơn. 5 cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 6 dùng cho em, 69.000 luôn. Lên liền cho em mã số 6, 69.000 nè. Mã số 6 nha cả nhà ơi, 69.000. Lên liền cho em mã số 6 nha, cái này mang vô tại vì đây này nó bỏ cái gì trong đây này nó phồng lên đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 6 như ý Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Đẹp chưa? Mấy chị ơi, túi của em đã sale 69.000, mấy chị nào chốt chắc là không thì em không chốt được cho mấy chị nữa mấy chị nhớ. Sao Dung Suri? Buồn lắm khách ơi, sale lỗ rồi đó khách ơi. Không phải lời lãi gì đâu. Bởi với Ngọc Châu. Giờ mấy chị nó phải lên mã cũng không có chốt nữa đâu nha mấy chế nha. 69.000. Mua được cái xong rồi trả cho bê chị nữa nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã số 8, 69.000. Trời, đẹp quá à. Đẹp quá mấy chị ơi. Này, do là em để... Nó bị Dung Nguyễn trên đây không? Nó bị trần ở đây xuống gì mấy chị vô khô một chút xíu rồi. Rồi lên liền cho em mã này là mã số mấy? Mã số 9 dùng cho em, 69.000. Lên liền cho em mã số 9, 69.000 có con nữa. Lên liền cho em mã số 9, 69.000 một con. 9 cho lên cho em 69.000 cho anh Nguyễn. Cái con này lúc nãy em còn một con này mấy chị nè. Con này lúc nãy em còn một con nè. Hải ơi, còn quần linh ngố không? Hải, quần linh ngố đang về á. Quần linh ngố em đang về để em bán hàng Tết đó mấy chị ơi. Không biết là em nên bán trước Tết hay là nên bán sau Tết mấy chị. Đang suy nghĩ. Còn lên liền cho em mã hồng.
Ngọc Linh với lại Hùng. Không, chị đeo lấy cho em 69.000 ạ. Quần sọc rinh với lại quần... Không, cho Nguyễn Phúc. Quần sọc rinh nè, với lại quần quần ngố này là nên bán trước hay là bán sau quý chị? Tại vì em về để em chủ hàng đầu năm á. Bán chưa bán hết hàng mà lo hàng đầu năm này kia nó đủ thứ cho quý chị. Đầu năm đâu có hàng đâu mà nó mắc lắm. Đầu năm siêu mắc luôn. Lên liền cho em mã túi đỏ dùng cho em. Lên liền cho em mã à, ngố nhảy mặt đó à. Chị trước bán 35.000 đó mấy bà. Này, cái túi này, túi Zara nha. Dạ. Túi Zara nha. Tặng mấy chị nó. Rồi rửa vô. Rồi lên liền cho em mã Zara Black này. Đơn giản mà đẹp lắm. Lên liền cho em mã túi đen dùng cho em 69.000. Đơn giản mà rất là đẹp nha. Nói chốt là đơn giản mà rất là đẹp luôn. Túi đen dùng cho em 69.000. Có 3 con này. Bao hàng nha mấy chị. Bao hàng Zara này. Ủa kịp nắp giống hãy mang nè mấy chị. Chứ đen lên với em à. Đen cho Dung Nguyễn. Từ khi đen cho ra cho Nabi. Đen cho Nhi Trần. Khi có cái túi kẹp nắp này xong là đi đâu cũng mang kẹp nắp hết. Đó. Lên liền cho em mã hồng. Ở bên kẹp nắp đi mấy chị 69.000. Hết mà túi đen à. Kẹp nắp 69.000 dùm cho em. Kẹp nắp cho đội dung. Lên liền cho em mã kẹp nắp. Rồi cái này em có hồng và em có đen. Lên liền cho em mã số 15. 15 kèm màu dùng cho em. Đen hồng dùng cho em 69.000. Lên liền cho em mã 15 kèm màu. Đen hồng 69.000 dùng cho em. Đen hồng 69.000. Chị nào có đơn cố gắng chọn đơn đủ đơn đem đi đơn nghe. Mấy chị biết ra không? Mấy cái mã này nè, lúc mà em like nó có một cái xong rồi em không có like mấy chị. Nè, 69 nè, em dễ thương chưa? 15 đen cho ông Nguyễn Hồng Tiên. Rồi lên liền cho em mã 16. 69 nghìn, dễ thương không? 15 hồng cho chị Tú Lan Trung. Dễ thương quá à. Dễ thương quá mấy chị ơi. 16 dễ thương luôn ý, đẹp lắm ý. 69.000 mua cái giờ thời buổi kinh tế khó khăn cho mấy chịu nha. Đó, mua này mang được rồi mấy chị. Sang năm ổn định mình mua 16 hàng 16 đi trường nha mấy chịu nha, chị em sale nè. 15 đó em chỉ còn hồng thôi. Trời, ê đẹp quá vậy. Ê sao mấy cái túi này đâu mà gì không thấy luôn ấy. Nè, nó một cái đúng không, không đem vô đúng không? 17 dùng cho em hả mấy? 17 dùng cho em. Trời ơi, đẹp lắm luôn ấy. Lên liền cho em mã 17 dùng cho em. 17 với Dung Nguyễn. Cái này nó có lẽ lẽ một cái á mấy chị ơi, bên trước em không có like á. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em. 18 nha. Để lẻ lẻ mấy chị ơi, có con, có con. Đi cho chị lắm. 18 lấy cho em đi ạ. 18 rửa dung. Còn lên liền cho em mã 19 túi con ong. Lên liền cho em mã 19 dùng cho em 69.000 thôi. 19 nè mấy chị. Đây cái này em còn được mấy con nè mấy chị ơi. Con này lúc nãy nó là cái gì quên rồi. Nó có cho mình là cái túi bên trong luôn. Có dây đeo nha mấy chị nha. Đây nè. Có một cái túi nhỏ nè. Xong là có dây nè mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã mấy anh? 20 dùng cho em nè. Thế là mày 19 giờ mươi. 20 nè em có 2 con. Lên liền cho em mã 20 dùng cho em 2 con duy nhất. Nè một cái hết rồi, lục minh xin đây. 20 cho Ngọc Châu. Không đi em không đem vô. 20 cho Ly Huỳnh. 21 nè, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 dùng cho em 69.000.
Cái này không chưa like đâu mấy chị ơi. Một cái không à. Hai mấy à? 21 dùm cho em. Một cái xong rồi không có đem vô mấy chị. Này cái này em có đen và em có hồng luôn ha. Chị nào lấy thì chốt dùm cho em ạ. 22 dùm cho em có đen và có hồng dùm cho em nè. Em có đen và em có 21 cho Lùa Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 22 kèm màu đen hồng dùm cho em nè. Đen và hồng nha, chị lấy kèm màu dùm cho em, đen hồng dùm cho em. Lên liền cho em mã 22 kèm màu đen hồng. Em tặng nốt cho mấy chị con này 69.000 luôn, đen hồng dùm cho em. 22 kèm màu đen hồng. Hồng đẹp chưa? Hồng đẹp lắm luôn á. Rồi lên liền cho em mã 22 kèm màu đen hồng. Em có một đen một hồng. Hồng còn à. Rồi lên liền cho em mã hai đen cho Thị Diễm. Đen và hồng nha. Đen hồng, hồng đen, đen hồng. Sao chỉ còn màu hồng thôi mấy chị nhở? Đẹp quá mấy chị nè, 69.000. Kẹp nách cũng được, mang thành túi bao tử cũng được luôn. 69.000, mít cây nha. Mít cây có dây đeo. Có gì Lam Phương màu hồng ha? Cái đeo dài bên trong. Hai ai mấy chị kèm màu lên chứ em ạ. 69.000, chị nào có đơn cố gắng chọn đơn trên 100.000 để đi đơn nghe. Chứ chọn một cái túi là không đi đơn được. Không mà chọn hai cái túi cũng được mà đừng có bôn hàng nha. Bôn là em đi chú luôn đó mấy chị. Tại vì chờ cái này mà bôn về mà em thấy túi khách mới hay khách quen gì em cũng tặng, em cũng lưu là bôn hàng không có chốt nữa đâu. Tại vì cái này em bán xả luôn á. Xả lỗ luôn á mấy chị, lỗ lắm. Cái này nó có hai ba chị Dung Nguyễn. Thì cái túi mít cây nó có hai con nữa. Hai ba đổ dung. Đây cái này đem không. Tại vì bán rổ lắm luôn á chứ ơi. Đừng nghĩ mà nhập được cái túi này 69.000 không bao giờ có luôn á. Rồi lên liền cho em mã 24 dùng cho em nè, 69.000. Rồi lên liền cho em mã 24, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 24 dùng cho em, 69.000 dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã 24, 69.000. 24 nha cả nhà ơi, 69.000 dùng cho Hải. Hai bốn giúp em 69.000 đi ạ. Cho Thủy Dung. Rồi lên liền cho em mã 25. Rồi lên liền cho em mã 25, 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 25, 69.000. 25 nha mấy chị nha, 69.000 có dây đeo bên trong. 25. Đẹp quá vậy. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 26 nè mấy chị. 69.000. 25 cho Bảo Nguyên. 26. Gỡ chặt cái móng tay gì nó dính. Này con này còn màu đen này mấy chị này. Đấy 65 Phương. Rồi lên liền cho em mã 27. 27 màu đen nè. Lên liền cho em mã 27 dùng cho em. 27 dùng cho em. Cho em mã 27. Rồi 28. Ôi 69.000 quá làng ơi. 27 27 cho chị Bảo Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 28. Ờ mua mấy. 69.000 bán nhanh mấy chị ơi. Nhân, xả hết, nghỉ Tết. Không có năm nào mà mình độ được mình nghỉ sớm luôn á mấy chị. Như năm nay luôn á. Không nghỉ sớm. Hai mấy rồi. Rồi lên liền cho em mã 29 dùng cho em 69.000. Lên liền cho em mã 29, 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 29, 69.000.
liền cho em mã 29 đi, 29 đẹp lắm luôn đó mấy chị. 29 đẹp lắm. 29 là 69 ngày cho Lam Phương. Cái này nha, nó có hai cái luôn. Mấy chị sắp tay cũng được nè. Hoặc là mấy chị đeo cũng được luôn. Con này đẹp lắm. Lên liền cho em mã mấy? 30. 30 dùm cho em. 30 nha, quần em mang không có mấy chị ơi, em bán em mấy hồi em bán hoài mà. Em bán cái quần ngố 35 ngày em bán 30 hoài. 30 em sorry. Bây giờ hết rồi, đâu có đâu. Cái này em mặc rồi. Nhiều lúc em hết cái quần ngố mà em không dám mặc luôn mấy chị, mặc lên mấy chị lại hỏi á. Cái này nha mấy chị nha, cái chất da của nó mềm mà nó đã lắm luôn nè. Ba mấy anh? 31 dùng cho em, cái này cái chất của nó đã lắm mấy chị, xịn lắm. Này, lên liền cho em mã dùng cho em, đẹp lắm nha. Này mấy chị thấy không, em bỏ nhỏ nó lên phôn liền nè. Xịn sò lắm luôn nha mấy chị nha, mua về mặc đi, à mua về đi làm nè. Đó, đi làm này kia nha mấy chị nha, ai ba mấy anh? 31 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. 31 cho bà Quyên. Lên liền cho em mã 31 đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em nè, 69 ngàn luôn nè. Rồi lên liền cho em mã 32, 69 ngàn. 32 nha cả nhà ơi, 69 ngàn, mấy cái chữ này nó theo cho mình luôn. Theo nha mấy chị nha, theo luôn mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 32 dùng cho em, 69 ngàn. 32 kèm nơ, kèm đồ luôn mấy chị, có hai con. Hai con duy nhất. Bye. Trời ơi nhiều lắm chị ơi, không có chốt hết được đâu. Hết rồi nhiều quá. Ba cho Nguyễn công tâm một. Chị thích cái gì chị chốt đi. Nha, chị thích cái gì chốt đi, hãy không có ép khách mà chốt nhiều lắm. Ba cho Ly Huỳnh. Nha, không ép khách. Tới giờ em chốt cho chị xong em khỏe re luôn á, em đâu cần like nữa đâu. Chị thích cái gì em ưu tiên cho mấy chị cái chốt đi. Rồi lên liền em chứ còn nhiều nhiều không nhỏ, còn nhiều không nhỏ. Rồi lên liền cho em ạ. A33 mấy anh? A33 dùng cho em đi, 69 ngàn. Em chốt luôn mấy chị. Làm chung. Nhưng mà nhiều quá xong rồi vậy mấy chị lại ngán ấy. Từ chốt mấy chị ơi. Từ mình chốt cái này nãy nhiên cái còn nữa đúng không? Rồi lên liền cho em ạ. A34. Ai ông Nguyễn. Rồi lên liền cho em ạ. A34, 69 ngàn. Đây đây. Rồi lên liền cho em A34, 69 ngàn nè, có hai con nè. A34 nha, thích cái gì mình chốt cái đó mấy chị. Này, cái này em cũng còn một cái màu đen nè, A35 dùm cho em. Lên liền cho em A35 nè, màu đen nè. A35 nha mấy chị nha, giờ ít người đó mấy chị chốt đi. Cái này cái túi kẹp nách này em tặng luôn 69 ngàn, cái này có 3 con. A34 cho Lam Phương, A34 cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mà A36 dùng cho em nè, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A36 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Ngắn lộn 35. Là cái này A3 mấy? A35 cho Nhật Phạm. Rồi lên liền cho em mà A36. Hay là mình lấy cái túi banda này ta. A30. 36 cho Lam Phương, 36 Nguyễn Hồng Phúc. Rồi lên liền cho em A37, 69 ngàn. Panda kẹp nắp. Dễ thương quá. Có một cái em. À, cái dành của khách. Chị Lý Hoàng Vĩnh Mất thì chị mới lên đi chị ha. Ê, cái túi này đẹp lắm nè. Lấy hình mới thì chị mới giúp em đi ạ. Nè toàn túi đẹp có 4 con này, chị nào ưng ôm thì em báo nè, em để cho nè. Hoa bảy đang trang. Còn có 4 con này 69 ngàn một con túi này nha. Túi này em để, cái hồi em để về như bờ nào sầm này các bạn biết đó. Túi đen xe tay nè, đó, chị nào múc đi. Con này nè. Có 4 con này, 4 con như nào ưng ôm thì ghi chữ ôm liền cho em. 69 ngàn. Đây, cái túi này đẹp lắm luôn á. Cái
túi này là về mấy chị mang kiểu mà gấp gấp lại như thế này. Đẹp lắm luôn á, con cho chị Dung Nguyễn nha. Ôm đi Dung Nguyễn. Có 4 con rồi mấy chị ơi. Được cho chị Dung. Chị nào đi làm công sở là ok mà. Trời ơi mấy chị ơi em về nhiều xong rồi giờ em like em cũng mệt luôn á mấy chị. E đẹp quá vậy. Bốn cái nữa rồi con. Trời ơi 69.000 nè, lên liền cho em mã số 1 đi mấy chị. Mã số 1 nha, nhìn cái dây của nó thôi mấy chị cũng biết là hàng nó rất là xịn luôn rồi đó. Hai con. Số 1 đeo trong lưng. Số 1 cho Hậu Nguyên, cho Thảo Nguyên, số 1 cho Dung Suri. Rồi cái này em có một con màu đen và em có một con màu hồng. Đen và hồng dùng kem. Chờ lấy đen ghi đen rồi lấy hồng ghi hồng dùng kem. Cái này bên trong thì không có bỏ cái gì hết nha mấy chị nha. Vì mình bỏ đồ vô thì nó mới lên phôn được nha. Rồi lên liền cho em mã dùng kem. Rồi lên liền cho em mã dùng kem. Cái này em có màu con màu kem kem với là một con màu đen nè. Mã số 2 kèm màu đen với kem dùng kem. Đen và kem nha, một con đen một kem kem. Để mấy chị ôm like cho hết túi cho rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng kem. Mã số 2 kèm màu đen kem dùng kem. Cho thằng chú đẹp không biết chứ. Nhìn cái túi này nè. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3, 69.000 dùng cho em nè. Mã số 3 dùng cho em ha, 69.000 dùng cho hả? Mã 3, 69.000. Hai đen cho chị Mỹ Hiệp. Lên liền cho em mã số 3. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em. Mấy chị ơi, chị nào khó tính quá mấy chị đừng có chốt nghe. Mất công em bán có 69.000 mà. Vì mấy chị tưởng đâu giống như 69.000 hay là tiền triệu nó thì thôi nha. Thật sự luôn cái này em nói trước cho mấy chịu nha. Chứ để về nhiều chị nha mấy chịu nha. Mua hàng có mấy chục ngàn hả. Mà tưởng đâu là mua mấy trăm ngàn hay là mấy triệu mấy chị nha mấy chịu nha. Nên là mấy chị nào dễ tính thì mình mua nha mấy chịu nha. Để mất công lắm. 69.000 là bán rổ ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Và những chị nào em cũng vậy đó mấy chị. Chị nào mà mua hàng nhà em mà kiểu như là khó tính quá là em sẽ không có chốt nữa nha mấy chị nha. Đây là nói thật nha mấy chị nha, để khỏi phải mất lòng nhau. Ba cho Vy Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số mấy rồi anh? Số 4 đúng không? Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Cái dùng cho em mã số 5 nha mấy chị nha. Mã số 5 dùng cho em rồi mấy chị nè. Lên liền cho em mã số 5 dùng cho em với giá là 69.000. Chốt liền cho em mã số 5 69.000 dùng cho em. Mã số 5 dùng cho em 69.000. Bốn cho Lam Phương. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em 69.000 dùng cho em. Cái túi này đẹp thật sự luôn á cả nhà. Túi này chị nào đi làm công sở này kia mua mang nè. Đẹp lắm á. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã số mấy rồi anh? Số 6 dùng cho em. Cái túi đó hình như là của ông xài được xả ra nữa. Cái túi đó là Nam Dung Nguyễn. Dạ ok chị Dung nha. Cảm ơn chị Dung nhiều. Cảm ơn chị Dung nhiều nhiều. Rồi tiếp nha. Cái này em có hai cái túi nè. Cái này là em bị khách xả ra. Sao Nguyễn Hồng Phúc. Cái này em có bị hai cái. Một cái là size to, một cái size nhỏ nha. Còn cái này em lai đại lên 69.000. Chị nào ưng lấy hai cái thì em cho luôn hai cái nè. Còn chị nào ưng lấy thì em phải bóc mẫu ha. Một cái túi mini và một cái túi nhỏ ấy. Ở một túi mini và một túi lớn. Em nhỏ. Một túi mini và một túi lớn nha. Đây. Nó giống cái lúc nãy em lai đó.
chị lấy thì chốt liền cho em, chị nào lấy hai cái thì chốt dùng cho em nha, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em. Cái này em có một con mini với lại một con nhỏ, con này là con to nè, con này là con to nha, và con này là con mini nè. Bả hai con như Dung Nguyễn có hai con rồi mấy chị. Này, cái con đỏ này lúc nãy em có like rồi nè mấy chị, nó đẹp lắm luôn ấy. Nè, cái con đỏ này nó đẹp thật sự luôn đó chị. Thì em chưa có like con này luôn nè. Trời ơi, cái con đỏ này đúng đẹp luôn nha. Nè. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em, túi đỏ dùng cho em, có một con gì nhất. Một con thôi, dễ thương lắm. Cái túi đỏ này đẹp thật sự luôn. Rồi đây con này lúc nãy chị nào không bất kịp thì chốt nè. Bấm đỡ cho Mỹ Hiệp. Để bù, còn bù nữa. Rồi cái này lên liền nha, cái siêu phẩm dùm kia. Liền cho em mã siêu phẩm 69.000 có con đi. Bán cho vui đó mấy chế ơi, siêu phẩm có hai con luôn nè. Ê, cái mẫu này chưa có bóc like luôn mấy chế nè. Trời đất ơi, hai con nè. Nè, cái này em có đen mới có hồng nè. Chị nào ưng lấy đen đi, đen lấy hồng đi này. Siêu phẩm như Dung Suri, siêu phẩm như Dung Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã đen với mã hồng dùm cho em. Đen với hồng nha, giờ lấy đen ghi đen, giờ lấy hồng ghi hồng dùm cho em. Đen và hồng dùng cho em. Đen và hồng dùng cho hả? Rồi cái này em có hai con túi kẹp nắp. Rồi mới chế rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã tím. Đen hồng cho Lam Phương. Tiếc nha. Này, do đây là còn em, đen thôi. Do là em trần hàng lên đó mấy chị. Chị mấy chị mang, mấy chị bỏ ra là nó ok. Vô phôm là một chút xíu ha. Che rô dùng cho em nè. Lấy liền cho em mã túi tím dùng cho em đi. Tím nha mấy chị nha, 69.000. Đẹp lắm. Lấy liền cho em mã tím dùng cho em, 69.000. Về cuối năm mấy chị tặng tóc cũng ok. Đẹp quá mấy chị. Đây, em thấy khách em mang cái túi này của khách của em nè, quá trời luôn. Đẹp lắm nha, đơn giản nhưng rất là xịn luôn. Cái này sao quên rồi anh hả? Bật xuống. Giờ cái này mà tím với em cho mày 1 phút. Từ từ nha mấy chị. Này cho hả? Chặn xuống đó. Đây, cái này để gì? Để chị khách nha, để quên, để không biết. Cái này nha, về á mấy chị ơi, lúc mình gài vô như thế này nè, lúc là mình để đầy đồ á thì nó sẽ dễ hơn ha, tại vì đây nè, nó bỏ cái miếng này nó không có khó, nó khó lắm. Đây nè, nó có hai dây đeo ha. Rồi lúc mình về á là mình mở là mình phải bật cái này xuống nha mấy chị nha. Chặn cái này nè. Đây chỗ đây nó có cái chặn nè. Đó, nha mấy chị nha. Lúc mình mở ra thì mình chặn cái này xuống là mình mở ra được ha, chứ về để mình rị rồi nó bị gãy á mấy chị nha, mấy chị nha. Đó. Xong rồi mình chặn cái này xuống nè. Chặn nha mấy chị nha. Chặn là mở lên được nha mấy chị nha. Chặn cái này xuống nè. Lên liền cho em mã túi đen dùng cho em. Mà cái da của nó đúng đẹp luôn á. Lên cho Nguyễn Đăng. Rồi em có cái con này nha mấy chị. Con này em có mấy kiểu lận. Trời ơi nó giặt này kia tùm lum hết trơn mấy chị ơi. Mà nó rất là xịn luôn. Mỗi tội là kiểu như là nó khó cầm ấy, nhưng mới chịu nha. Đây. Nó là kiểu như là túi vuông đó mấy chị. Bên trong của nó là lốt cho mình luôn nè. Nó có dây đeo này kia luôn. Cái túi này may rất là đẹp luôn. Ở dưới của nó nè. Nhưng mới chịu nha. Lên liền cho em mã này là mã số 10 đi mấy chị. Em tặng mấy chị con này 59.000 luôn.
lên liền cho em mã số 10, 59.000 nha. 59.000 nhưng mà nó có nhiều kiểu lắm mấy chị, nhiều kiểu lắm nha. Đây, LV rồi xong rồi nó cũng LV nhưng mà nó có nhiều hình đó mấy chị, nhưng màu nâu màu gì đó mấy chị. Giờ lấy chút em tặng 59.000 nốt luôn đây này. Nó có cả màu nâu như thế này nè. Em màu nâu như thế này luôn nha mấy chị nha. Nâu cho mình nó vẫn là bốn phía như thế này luôn. Em tặng 59.000 luôn đi mấy chị. 10 sao 59.000 dung nguyện. Có màu đỏ này kia luôn. Đẹp lắm ấy. Rồi 59.000 là giúp em ạ. À. Em coi. Cho Kim Linh. Đây còn. Đây còn. Mời cho Nguyễn Nhân. Em đi để qua luôn đi chợ. Mời 59.000 Nhi Trần. Đây còn. Hết rồi mọi người ạ. Rồi lên liền cho em mã 11, 69.000. Trời ơi, đúng đẹp luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã 11, 69.000 dùng cho em. 11, 69.000. Đấy, con phải giống không? Giống không? 11, 69.000 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 11 dùng cho em 69.000. Có được 3 con. 3 con nha. Lên liền cho em mã 11. 11 cho trang hình. Lên liền cho em mã 11 cho mấy chị. Đây, cái này màu đen còn. Ô, nó hết kìa túi 11 cái lam. 11 cái lam thôi. Rồi, liền cho em mã 12 dùng cho em đi mấy chị. 69.000 em tranh thủ em like cho hết luôn nha. Mấy chị chốt đi. Bữa trước về mẫu lẻ nó nhiều quá trời luôn mấy chị. Mấy cái mẫu số lượng nhiều là em like hết trơn luôn á. Mẫu nào mà 20-30 cái là em like hết. Mẫu lẻ em không có thể nào mà like kịp đó mấy chị kìa. Tại vì tập trung like mỗi nhiệt mẫu 11 chứ thấy kìa bùi. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em có 69.000. Lên liền cho em mã 12 dùng cho em dễ thương lắm. Ừ. 12 cái đào hình hình. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em nè, 69.000, trời ơi nó đẹp. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em, 69.000. Lên liền cho em mã 13 dùng cho em. Thấy xong ngư nha. Rồi lên liền cho em mã 13, 69.000, tranh thủ chốt nha mấy chị nha. Em like hết rồi thôi á, không về túi nữa đâu, tại vì đã xả rồi lần nữa luôn á mấy chị. Này mấy cái mẫu 13 Thủy Dung. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em, 69.000. Rồi lên liền cho em mã 14, 14 dùng cho em, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 14, 69.000. 14, 69.000 dùng cho em. Thấy Trần Duyên nha. Lên liền cho em mã 14. Cái này đây mấy chị nhìn cái phông túi của nó như thế này đây. Nha mấy chị nha, nó mềm mà nó đã lắm mấy chị. Đây để Hải vô phông để cho mấy chị xem nha. Cái túi này nó mềm mà bên trong của nó lót đỏ luôn. Nó mềm nó đã lắm mấy chị. Do là em không có kiểu giống như là em không có bỏ hộp cái này. Em bỏ vô thùng á mấy chị. Xong nó bị gãy á. Chứ thật sự luôn cái phông túi này rất là đẹp. Nó giống cái con màu xanh lúc nãy á. Nè mấy chị mềm mà đã lắm. 69.000 chị lấy chốt liền cho em mã túi đen dùng cho em. Có con duy nhất nè. Về mấy chị bỏ đồ vô nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Túi đen dùng cho em. Cái dùng cho em mã túi đen 69.000 dùng cho em. Về mấy chị ấn nút hai nút dùng cho em ha. Chúc em mã túi đen 69.000. Túi đen dùng cho em. Túi đen 15 69.000 cho Liên Hoàng. Rồi lên liền cho em mã Loan dùng cho em 69.000. Trời túi này siêu phẩm luôn. Túi này không lấy thôi, em nghỉ like sớm cho mấy chị nha. Bữa nay em like cho mấy chị. Đẹp chưa? Trời ơi 69.000 Loan. Lên liền cho em mã Loan 69.000. Loan cho Dung Nguyễn. Loan 69.000. Loan nha mấy chị nha, 69.000. Nè siêu phẩm còn nè, siêu phẩm còn nè, chờ lấy chốt nè, 69.000. Siêu phẩm còn nè. Lo 15 cho Kim Linh.
Cái con này là cái con mà dây xích mà nó có hai cái cua bự bự đó mấy chị. Làm cho mày cho cái này lên liền che mã số 1 này mấy chị. Và cái túi này nó đẹp. Rồi lên liền che mã số 1 dùng cho em 69.000, cái túi này đẹp lắm luôn á. Thề. Rồi lên liền che mã số 1 dùng cho em. Mã số 1 nha. Rồi lên liền cho em mã số 2 69.000 Pero gì đây nè. Rồi lên liền cho em mã số 2 69.000. Rồi lên liền cho em mã số 3, nó giống cái con lúc nãy màu đen này mấy chị. Em nói là cái túi này mấy chị nhìn nó như vậy thôi. Số 1 vậy thì bao nhiêu? Nhưng mà nó lên form nó rất là đẹp luôn, thiệt. Cái da của nó đã lắm mấy chị ơi. Đi làm công sở này kia nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã số mấy nha. Mã số 3 dùm cho em 69.000. Mã số 3 dùm cho em 69.000 dùm cho em. Nè siêu phẩm này mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã số 4. Số 2 Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùm cho em. Túi này đẹp quá. Cái hộp này mấy chị. Lên liền cho em mã số 4 dùm cho em. Mã số 3 cái túi đen đẹp lắm mấy chị ơi. Ba Lam Phương. Rồi lên liền cho em mã số 4. Mấy chị ơi lấy con này đi dây nè. Lên liền cho em mã số 4. 69.000. Túi này là dễ mang nhất luôn. Hoặc là giống như là dễ vô đồ nữa mấy chị. Đẹp lắm. Cài hết cho mình luôn nè. Lên liền cho em mã số 4. Lúc liền cho em mã số 4 nha cả nhà ơi. Ý rồi nói chị ơi, cái lấy sao đi em đưa chị giật cái lái trong đây chứ bưu điện đem nó chưa đem xuống á. Em nói chị đem xuống ngay. Cái liền mã số 4, mã số 5. Mã số 5 em còn một con túi hàng Zara nè mấy chị. Mã số 5 túi da 4 nha Lê à. Rồi lên liền cho em mã số 5 túi da ra. Tôi nghĩ gì. Mã số 5 có con cuối cùng. Mã 5 là da ra đó mấy chị. Mã số 4 còn nè. Chốt rồi mà. Lên luôn nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5 có con túi da ra. Số 5 dùng cho em. Đây em có một con túi màu vàng mà nó nặng đinh hết luôn. Bốn như mua lên sơn Nguyễn có rồi chưa? Mấy chị ơi, cho em xin một nút thả tim. Số 5 như mua lên sơn Nguyễn. Cho em xin nút thả tim thả like đi. Em like nốt cho mấy chị luôn ha. Còn không ít quá em không like được ấy. Mấy chị tương tác chạy đi. Còn chị nào còn thích mua túi nữa không? Để em lên nè. Chứ chị Hà Lê Hà nha. Dễ thương lắm ấy. Em bán 69.000, con này em bán quá trời rẻ luôn. Túi vàng cho Lam Phương. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Em chưa được cái này. Đợi em một chút nha. Rồi lên liền cho em mã túi trắng. Thiệt.
cái này là cái lô trước á là nó siêu phẩm hơn mấy chị, giờ nó toàn là hàng siêu phẩm không. À, áo dài thì chắc tầm khoảng, nếu mà mấy chị muốn á thì đầu tuần em like ha, đầu tuần thì đầu tuần đi mấy chị, tầm khoảng thứ hai thứ ba gì đó em like, thứ hai thứ ba thì like sớm cho mấy chị chút. Mà em về chỉ một mẫu hai mẫu thôi nghe, năm nay không có về áo dài nhiều đâu. Em về đúng được mà cái mẫu đó. Có Hồng Như ha. Em về một cái mẫu em đăng với lại một mẫu. Chắn gì hả Nabella? Tối em có like chứ, tối em like mà. Ai ngày mai đi đương. U là trời, chứ vẫn không á mấy chế ơi. Tối em có like nghe. Rồi lên liền cho em mã dùm em. Lên liền cho em cái mã này là mã túi đen 69.000. Ê cái túi này đẹp quá nè. Túi này đẹp nè mấy chị. Túi này mang đơn giản mà đẹp lắm. Bỏ được điện thoại nha. Túi này bỏ vừa điện thoại đó. Mà cái da của nó đã lắm. Da siêu đẹp. Túi đen nè. Túi đen nha. Lên liền cho em mã túi đen đơn giản. Mà em thấy cái này mang là búng tinh luôn á. Lên liền cho em mã túi đen. Lên mã túi đen giúp em đi ạ, chị Dung Nguyễn. Đơn giản mấy chị ơi, mang đi tiệc này kia nữa. Không có quá to nha mấy chị nha. Rồi cái này lên túi hồng dùng cho em. Có mấy con này nè mấy chị. Trời ơi đẹp như thế này mà. Rồi lên liền cho em mã túi hồng 69.000 hồng nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Những cái mẫu này em chưa có like đâu nè. Cái này like 69.000 đúng tiếc luôn. Phải gọi là tiếc luôn á. Nhưng mà thôi like mấy chị ơi, xả hết ra rồi. Để đài kho mấy chị. Không có chỗ để. Kem dùm cho em 69.000. Lên liền cho em mã túi kem 69.000 dùm cho em. Hồng Lam Phương. Rồi lên liền cho em mã XL dùm cho em nè. Lên liền cho em mã túi đỏ dùm cho em. Túi đỏ nha 69.000. Mấy cái túi này là toàn mấy cái túi đẹp không á mấy chị. Thiệt luôn á, toàn túi đẹp không mà. Nhưng mà em không có like có kịp đâu. Mẫu có một cái em có like kịp đâu nè. Tại vì em về kem với Thủy Dung. Một tối là like tất cả ngàn túi á mấy chị. Nhưng mới chịu nha. Những mẫu mà lẻ lẻ như là like không có kịp đâu nè. Nên là bán giờ bán tặng mấy chị 69.000 màu đen nè. Đây này con này em còn nè mấy chị. Đây cái này là phải vô phôm này kia mấy chị ơi. Đỏ xương đặn. Và cái này lên liền cho em mã bao nhiêu này? 59.000 nè. Chị nào lúc nãy không có chốt được nè. Bên trong là lót đỏ nè. Cái túi này đẹp lắm, 59.000. Lên liền cho em mã túi 59.000. Mua sao Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã túi dùng cho em 59.000 dùng cho em. Con này là có dây đeo nha mấy chị nha. Chị nào không ưng cầm á thì mình lấy dây đeo cho Hải luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em 59.000 dùng cho Hải. Lên liền cho em mã túi 59.000. 59.000 dùng cho em ha. Cái này có mấy con. Nó có cả màu nâu nữa nha cả nhà ơi. Có cả màu nâu em bọc lộn xộn nha. Trời cái túi đỏ nó đẹp. Cái đỏ xì tay nó đẹp. Rồi làm cho Diễm Phúc. Rồi làm cho chị Lê. Cái túi đỏ xì tay nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Để liền cho em mà túi đỏ xì tay dùng cho em. Có chị nào mà trong mấy cái nhúm mà mấy cái nhúm màn túi si cay này không? Thì mấy chị bốt nha, nếu mà chị không nào biết mở thì bốt vô dùng cho em xong rồi mở ra nè. Đỏ số như Dung Đông. Rồi lên liền cho em mã xanh có con 69.000. Xanh dùng cho em 69.000. Nè mấy chị ơi Loan còn nè. Loan còn được mấy con nè. Giờ lấy Loan ghi Loan 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã Loan 69.000. Xanh như Lam Phương. Rồi lên liền cho em mã Loan 69.000 dùng cho em. Loan dùng cho em ha 69.000. Giờ lấy Loan ghi Loan. Loan nha cả nhà ơi 69.000 dùng cho em. Ghi dùm cho em mã túi Loan 69.000. Túi Loan dùm cho em 69.000. Lên
liền cho em ở túi Loan 69.000 liền cho em. Loan là giúp em mà thấy xuống mai vậy. Rồi cái này lên liền cho em ở túi kem dùng cho em 69.000 có dây nè. Alo. Alo. Em nghe chị. Tên gì chị? Ngọc Tài, như là đem nhầm đến bưu điện chưa? Đấy em xuống chị nhập cho em chiều mai, chị ghé lá cho nó chắc chị hả? Chiều mai bưu điện người ta xuống, người ta có hàng, người ta đem xuống không cho em á. Chị ấy là chị chủ chiều chủ nhật, là chiều mai chị ghé lá là có chị hả? Ủa, đang bưu điện dạ. Trước cái gì vậy? Ta liền cho em mã túi kem dùng. Cứ lo anh cho anh bê lo. Này em có cái túi. Em bán có bao nhiêu hả? 79.000 thôi mấy chị ơi. Mà khách cũng không nghe máy mấy chị. Không mà còn cái nè. Tặng mấy chị 69.000. Ta liền cho em mã Nguyễn. Caro 69.000. Ta liền cho em mã Caro dùng cho em 69.000 mini dùng cho em chỉ thương cho. Caro dùng cho em. Lên liền cho em mã Caro nha mấy triệu nha, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã Caro. Caro cho chị trăm vỏ. 69.000, còn kẹp nắp màu kem, Chanel dùng cho em nè. Lên liền cho em mã kẹp nắp dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đen dùng cho em vì gài vô nha. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùng cho em đi mấy chị. Mã 1 dùng cho em 69.000. Vì mấy chị gài cái này vô dùng cho em ha. Lên liền cho em mã số 1 69.000. Chịp nó cho Dung Nguyễn. Mã số 1 dùng cho em. Này em có cái túi bao tử nè. Cái túi này đúng đẹp luôn. Đẹp thiệt đấy. 69.000. Có dây đeo bên trong nè, thật sự luôn ấy, 69.000 cái túi này đẹp thật luôn á mấy chị. Số 1 cho Hà My. Lên liền cho em mã số 2, 69.000. Lên liền cho em mã số 2, túi bao tử á, đẹp thật sự luôn, cái túi trắng nó đúng đẹp luôn mấy chị. Số 2 lên giúp em đi Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3 dùng cho em 69.000 nè. Trời ơi quá là xuất sắc luôn ấy. Lên liền cho em mã số 3 đi 69.000 cái túi LV này. Mà cái khóa của nó này mấy chị. Trời ơi nó đẹp, nó lạ. Rồi lên liền cho em mã số 4. Ê, hơi bị xinh luôn, cái nãy là màu đỏ đúng không? Là màu nâu nè. Ba xương đặng. Chị thương chưa? Đã nhỏ, dễ thương lắm luôn ấy. Này mấy chị là có dây đeo bên trong nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã số mấy nha? 4 lên cho em, 69.000 ạ. 69.000 màu nâu. Đúng như mô lên cho Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã số 5 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Mã số 5 màu đen dùng cho em, 69.000. Lên liền cho em mã số 5. Lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã số 6 là 69.000 hết rồi hả? Lên liền cho em mã số 6. Lên liền cho em mã số 6 69.000 lại mấy chế ơi để em theo hết nè. Số 5 là giúp em cho chị rồi. Nè túi công sở còn một con nè. Số 5 cho thì lên. Rồi túi công sở em còn một con nè mấy chị.
nó bu rồi, nó to đó. Chú ông xã em còn một con. Lá liềm che mã số 6 túi XL này các mấy chị. Lá liềm che mã số công sở có một con này, còn có một con này. Lúc nãy chị nào mới chốt được thì chốt nha. Không sợ nha mấy chị nha, vì mấy chị bỏ đồ lên dùng kem á, tại vì em bỏ vô em chằm hàng ấy. Lá liềm che mã công sở. Công sở với lùa Nguyễn. Kẹp nách màu đen nè, mấy cái mẫu này chưa có like đâu mấy chị ơi, thề luôn ấy. Chưa có like mà giờ đem ra sale 69 ngàn như giá tặng vậy đó mấy chị. Rẻ hơn cả đóng tiền luôn. Kẹp nách rồi đeo vai gì đây nè mấy chị. Kẹp nách là đây ha, đen kẹp nách dùng cho em. Quá trời rẻ luôn. Kẹp nách luôn cho em 69 ngàn cho Lam Phương. Trời lên liền cho em mã trắng nhỏ mini dùng cho em dễ thương cho. Cái này mới là dơ mấy chị, vì mình lấy cái màu lau dài á, mình lau qua cái là nó sạch rồi mấy chị. Đây nè, cái túi trắng mini 69 ngàn mà dễ thương lắm. Lên liền cho em mã trắng mini dùng cho em. Lên liền cho em mã trắng mini dùng cho em ha. Đây em có con nữa nè. Cái này là lên liền cho em mã số 15 đi mấy chị. Mã số 15 dùng cho em. Rồi lên liền em mã số 15. Lên liền cho em mã số 15 nè mấy chị. Mã 15 em có con nè mấy chị. 15 đây chú em ạ. À nhắc mang áo túi áo dài là túi gì mấy chị ơi? Trắng mini mình. Trắng mini 69 nè. 15 cho Nguyễn Nhân. Rồi lên liền cho em mã 16. 16 dùng cho em. Cho em mã 16 69 nè. Lên liền cho em mã 16 69 nè. Ba mà nó dài dài nó lâu. Còn lên liền mã mấy không? Còn lên liền cho em mã 16 17. Thì đậu ly. Lên liền cho em mã 17 màu trắng đây. 17 dùng cho em. Ừ, cái túi này xinh lắm nghe. Mười tám dễ thương chưa. Lá liềm cho em mã 18 69 ngàn. Mười cho Phương Phương. 18 69 ngàn. Rồi lá liềm cho em mã 19 dùng cho em. Lá liềm cho em mã 19 nha. 19 nha, cái này chưa có gỡ ra luôn ha. Chưa gỡ siêu luôn á. 19 dùng cho em. Chưa gỡ siêu luôn. 18 đến thì đậu ly. Cái túi nhỏ nhỏ này em khỏi phải bóc ra thì nó y như vậy luôn á. Chị nào múc được cái nào múc nha. Mấy anh? 18 ha chị nào? 20 nè. Chị nào ưng múc, chị nào được cái nào được thì. Tại vì nó cũng là nhỏ nhỏ không ấy. Mà nó có hai con thôi nè. Đấy, 20 chưa? 19 cái xương mai. Chị Sương mang lấy 2 mã 19, 20 luôn sao chị ơi? Nó y như vậy á chị ơi, lấy một mã thôi, nó giống mà, nó giống ấy. Lấy liền cho em mã dùng cho em, nó y như vậy nè mấy chị. Nha mấy chịu nha, chờ lấy thì chốt liền cho em. Thôi mày để lại đi, có 69 ngàn mấy chị. Để lại đi cho lá liềm cho em mã dùng cho em 21 dùng cho em. Rồi Sương Mai nha. Lá liềm cho em mã 21 dùng cho em nè. 21 hai mấy anh? 21 đi mấy chị. Lá liềm cho em mã 21 túi liên. Không chị bao chặn không phải đâu. Cái gì nhận gì á. Rồi lá liềm cho em mã 21 dùng cho em nè. 69 ngàn dùng cho em. Cái này là túi liên nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Lá liềm cho em mã 21. Trời này khỏi phải tháo ra, chị Dung lấy không nè, 22 nè, em khỏi phải tháo ra. Thay bố cho Trần. Còn.
rồi lấy 22 hạt thỏi tháo ra. Cái con này quá là quen thuộc luôn ấy. Thỏi tháo ra nha. Thôi bố cho Nguyễn thì phải thu. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp luôn. Ở con này rất nhiều nha. Có mà chị Bích Hợp lấy con này đúng không? Phải khỏi phải tháng ra. Không cho chị, cho chị nào đi nha. Thôi Lam Phương. Còn lên liền che mã 23 dùng cho em. 23 69 ngàn. Lên liền che mã 23 69 ngàn có hai con. Lên liền che mã 23 69 ngàn đơn giản vậy. Vậy mang luôn. Lên liền che mã 23 69 ngàn. Chị chú mà. Ờ chị lấy 21 vào đây nè cho chị nè. Chị lấy 21 đúng không? Em sợ chị nhầm ấy. Chị em chưa lên mã mà thấy chị lên. 35 Phương. Rồi lên liền che mã 24 dùng cho em nè, 69 ngàn. Rồi lên liền che mã 24. Lên liền che mã 24, 69 ngàn, 24 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Chúc em mã 24, 69 ngàn. Ai mấy chị ơi, con này em còn nè. 25 em còn nè. Tư Dung Nguyễn. 25 em còn nè, chờ lấy 25, ghi 25 dùng cho em. Lên liền cho em mã 25, em còn 2 con nè. 25 em còn 2 con nè, chị lấy 25, ghi 25. Cái này nãy có gì quên rồi. Cái này nãy đang chen có không? 26 này em lấy không chị để cho nè. Cái gì em rồi? Lâm cho Trâm Nguyễn. Thôi Lâm cho Trần Duyên. 26. Em hụt có chị. Cho em hè. Cho Lâm cho em. Rồi 27. Rồi bà nào múc được cái con này thôi. Cái nó là cái vải. Cái da của nó em. Lấy 6 cho Lụa Nguyễn. 2 mấy không? 7. 27. Ủa em nói cho bên kia là con lắm cho Lụa Nguyễn. Được con lắm. Được con lắm. Được bà bảo kia nó đi. Cái này là đơn trang có rồi em. Cái này là silicone ấy. Có cái nè mấy chị. Rồi lên liền che mã A28 nè. Đẹp không mấy chị? Ê, cái này đi nhờ, nó lại lại vậy. Nó là silicone đó mấy chị. Lạ lắm luôn ấy. Nó có dây đeo bên trong này kia luôn nha. Thì cái này chị nào mà có con gái mấy bà nhỏ nhỏ xong rồi đưa cho mấy bà Tết cầm cho nó dễ thương. Nó bảy Dung Nguyễn. Nó 8 Bảo Nguyên. Rồi lên liền cho mã 29 dùm cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã A29 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A29 69 ngàn dùm cho em. A29 nha cả nhà ơi, 69 ngàn. Lên liền cho em mã A29 69 ngàn có 2 con. 2 con duy nhất nha, 69 ngàn. Má khác mấy chị. Chị khác luôn. 29 69 ngàn có 2 con. Alo. Tên gì vậy? Rồi rồi rồi. Rồi lên liền cho em mã A30 69. A9 cho chị
An Nhiên 269. Rồi lên liền cho em mà A30 69.000. Cái này là em like cuối đó mấy chị ơi, là em hết túi nha. Chắc là sang năm em không có bán túi nữa đâu mấy chị, nên là chị nào hết thì mình múc luôn nha. Chỉ dằn cái bữa mình mang được. Ai chính là Quỳnh Nga. Rồi lên liền cho em mà A30 dùm cho em. Lên liền cho em mà A30 dùm cho em ha. 69.000 dùm cho em. A30 nha cả nhà ơi, 69.000. Đẹp lắm luôn á, con túi này đẹp nè. A30 dùm cho em, có 2 con. Rồi em có mấy cái túi đẹp mắt. Lên liền cho em mà A30 đi mấy chị, 69.000. Rồi đây, con này là có miếng tết da này kia luôn, em cũng bán cho mình 69.000. Cái này chị nào có con trai mua cho con trai cũng được, đẹp lắm mấy chị nha, mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bộ lụa đâu còn chứ Duy Ngân ơi, đâu còn đâu. Này, cái này chị nào có con trai mua cho con trai men cũng được. Túi kịch nó à, quên túi bao tử dễ thương lắm, dễ thương lắm nha mấy chị hiểu nha. Giờ lấy thì chốt đi dùng cho em 69.000 túi bao tử nha. Mà em nói là cái dây của nó nha mấy chị nha, rất là xịn luôn. Tới có miếng tết da cho mình luôn nè, có miếng tết da luôn ha. Giờ lấy thì chốt liền cho em. Ở đây nó có tân đơ lên xuống nè. Lên liền cho em mã A3 mấy anh? 31. A31 dùng cho em đi, 69.000 không, túi bao tử dùng cho em. Lên túi bao tử cũng được mấy chị nha, mấy chị nha. Lên bộ lụa may đi đơn hả? Hết bộ lụa rồi mấy chị ơi, đâu mà còn bộ lụa nữa đâu. Em hết bộ lụa rồi. Rồi lên liền cho em mà A32 69.000. Rồi bố chị chấm hết. Rồi lên liền cho em mà A32 túi Chanel 69.000. Rồi thôi mấy chị hề. Đây em còn một cái túi siêu phẩm này nữa, em lên nốt cái này nữa thôi em cắt. Mai Nhật Duyên 30 là túi màu tím, mấy chị bao trần nha. Không có gì lùa Nguyễn, cái mã lúc nãy Hải đọc cái gì cho anh Trang nữa chị, mà chút nhầm á. 33 dùm cho em. Lên liền cho em mã 33 có 1 con nè. 33 có 1 con. 33 em có 1 con nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy 33 ghi 33 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 34 dùm cho em nè. 34 nha. Lên liền cho em mã 34 có 1 con. 34 màu đen nè. 34 màu đen ha. 33 cho Lam Phương. Ok chị Vân Nguyễn ạ. Rồi em nói là em lên cái túi này nha, em nói là nó siêu siêu đẹp luôn. Tối em còn like mấy chị ơi, ngày mai mới đi đơn nha. Tối em like một ca nữa rồi ngày mai đi đơn. Chị nào ưng chọn hàng mới thì tối nha. Thì cái túi này đúng xịn. Có rồi Nhật Duyên. Thiệt mấy chị luôn á, túi này nó xịn lắm luôn. Chị nào đi buôn á, mua con này cũng được. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Xịn lắm. 69.000 lên liền em mã túi xịn đi. Đó, cái dây kéo của nó cũng xịn nè. Sau rồi nó có bao tử hết rồi chị Ba Trần ơi. Bao tử còn á. Ok chị Ba Trần nhá. Cái này chị nào đi gom hụi cũng được nè. Chị nào đi gom hụi cũng được nha. Đó. Trời ơi. Bao tử chị Ba Trần. Đẹp lắm ấy. Ngày mai anh ơi về bốt mang đen cũng đẹp. Này để con với bạn nha. Tuyết sành như Baby Ly. Tuyết sành như Dung Nguyễn. Trần Loan ơi, đơn của em xả rồi chị ơi. Cứ xịn cho gì Hà My. Trời ơi, nó gom vô lại hả? Gom vô cục à. Rồi lên liền cho em mã VIP dùm cho em 69.000 này, có 2 con thôi. Cái này nam mang được. Rồi cái này lên liền cho em mã dùm cho em. Cái này nam mang được này. Nam mang được nha. Lên liền cho em mã VIP dùm cho em. VIP em cũng có được có 2 con thôi. Chả lấy VIP VIP. Thật sự em thấy cái bùa tử này nó xịn lắm luôn á mấy chị. Mua về cho con mang cũng được nè.
VIP Dung Nguyễn. Chị nào có con trai mua cho con trai mang cũng được luôn. Đẹp mấy chị ơi. Nó có dây đeo nữa. Quần rinh em chưa chắc đâu mấy chị. Qua từng thôi nhưng mà em đang gom mấy chị ơi. Em phải gom đủ số lượng về mới like mới có lãi mấy chị. Chứ bán mà có mấy chục mấy trăm cái mà không có lãi. Tại vì rinh, rinh cô ba nó xịn lắm mấy chị ơi. Mà bán lại hết á. Nhưng là phải like cho đủ một like phải mấy trăm con em mới được mấy chị. Em đang gom mấy gom mẫu lẻ nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã bao tử hoa cúc dùm cho em nè. Bao tử hoa cúc nha. Rồi cái này lên liền cho em mã dùm cho em. Mã số 1. Mã số 1 69.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã số 1 dùm cho em 69.000 mã 1. Dùm cho cái à. Bao tử cho Lan Phương. Mà nó như mở khó cái giống nó mở nở ra ngoài. Ừ. Mới giữa. Nè, giống mà mua giống mà. Thấy. Có cái bỏ bây giờ. Ủa gì cái đó còn hai cái mà anh tiếp hết chưa? Mở VIP mà. Ừ. Em cũng có bên kia mở chưa? Rồi lên liền cho em hả túi đỏ. Túi đỏ này em có một con thôi mấy chị. Rồi túi đỏ này em có một con. Để lấy túi đỏ có một con thôi. Em coi giờ em còn cái gì nữa chị. Lấy liền cho em mà túi đỏ này em còn một con. Túi đỏ này đẹp này chưa gỡ siêu luôn. Lấy liền cho em mà túi đỏ chưa gỡ siêu luôn nha. Đổi Lam Phương 69.000 lên liền cho em mã trắng 69.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã trắng 69.000. Lên liền cho em mã trắng 69.000. Trắng cho trơn trơn. Rồi cái này lên liền cho em mã số 10 69.000 luôn. Mã số 10 dùng cho em 69.000 dùng cho em. Mã số 10 69.000 có con này. Mã 10. Rồi em lên nốt cái mã này xong em xuống nha. Tối em lên nha. Tối em lên chị nào gom nữa thì thêm tối nữa. Rồi mình ngày mai đi đơn nha. Rồi lên liền cho em mã 11. Mã số 10 lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 11. Mời cho chị mời cho Hiền Đặng. Rồi cái này em like mấy chị cầm vui vui nha. Con này nè. Em tặng mấy chị 49.000. Lên liền cho em mã 49.000 có 3. Này có mấy con nè. Bây giờ này. Này con. Lên liền cho em mã 49.000 nè. 2 con. 11 chị Dung Nguyễn. Lên liền em mã đen 69 đi mấy chị. Dùm cho em mã đen 69.000. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đen dùng cho em ha 69.000. Còn hôn mấy chị ơi. Em bắt like nha. Em mập quá luôn. Tối em lên nha. Tối em lên nha. Chị nào chốt hàng bán Tết thì tối nha mấy chị nha. Hàng mới ha. Rồi em tắt like đây. Tắt like mấy chị nha. Tắt like mấy chị nha. Hẹn gặp mấy chị tối nha. Tắt like.